em đã quá nhàm chán với cái màn hình zin mà anh em muốn thay đổi cho cái màn hình zin của mình biến thành màn hình Android nhá, mà lại không cần phải thay thế màn hình mà không ảnh hưởng đến động cơ điện của xe nhá. Đây, hôm nay em anh em có thể thấy đây là chiếc MG bên em đang tiến hành lắp đặt cho chiếc xe, đó là một bộ Android Book nhé. Đây anh em thể thấy là cái bộ Android Book của Jetech với cái mã là DX265. Đấy, cấu hình rất là cao, và thứ hai là anh em lắp, khi mà lắp này thì không phải thay cái màn hình nguyên bản nữa, mà chỉ cần cắm một cái màn hình nguyên bản. Những cái màn hình có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay thì nó sẽ hỗ trợ để mà cắm cái bộ Android Book này vào và sử dụng như màn hình Android thôi. Đầy đủ các tính năng như chỉ đường, ra lệnh giọng nói, cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông cho anh em. Và tất cả những cái sản phẩm đi theo là sản phẩm chính hãng thì nó sẽ có những cái thẻ bảo hành như này để kích hoạt bảo hành cho anh em, kích hoạt trực tiếp trên cái phần thiết bị của anh em luôn. Anh em không lo mất cái phần bảo hành của anh em nhá. Và đồng thời mà khi mà lắp một cái bộ Android Book của Jetech thì anh em sẽ được tặng ngay một cái bộ camera hành trình này, của Jetech này nha anh em nhá. Đấy, bộ camera hành trình này sẽ có tắt máy ghi hình luôn này. Đấy, để kết nối. Đấy, anh em mua một sản phẩm mà anh em mới được đến tận hai sản phẩm, đó là vừa được tính năng giải trí, vừa có camera hành trình. Đấy, đầy đủ các tính năng như vậy. Anh em mà chưa lắp Android Book này, hoặc là anh em đang nghiên cứu lắp cái bộ Android Book cho xe, hoặc là muốn lắp màn hình Android cho xe ô tô thì hãy đến ngay với Agala Thái Nguyên anh em nhé. Hyundai Creta nâng cấp lên cái bộ thiết bị Android Box DX300 của Jetech các bác nhé. Thiết bị được bảo hành tận 5 năm. Đấy. Một cái thiết bị nhỏ gọn như thế nào thôi, nhưng mà nó sẽ biến cái màn hình zin như này thành cái màn Android thông minh. Đấy, các bác có thể thấy ở trên này nó sẽ có bản đồ cảnh báo tốc độ này. Đấy, đặc biệt là rất nhiều bác là đi vào những khu vực là mình sợ là bị bắn tốc độ đúng không ạ? Đấy, camera phản nguội thì hiện nay thì các bác không lo, bởi vì các bác đã có cái bộ box này, các bác chỉ cắm cổng USB thôi, nó sẽ lên như này và các bác chạy cùng đường nào có giới hạn tốc độ nó sẽ hiển thị trên này luôn. Đấy, rất là tiện, và các bác chỉ cần ra lệnh giọng nói để tìm đường thôi. Đấy, bấm đây, đi đến thành phố Hưng Yên bằng Viền Map. Đi đến thành phố Hưng Yên bằng Viền Map. Đang chỉ đường đến đi đến thành phố Hưng Yên trên ứng dụng Việt Map. Giá gì ạ? Đi sát tôi đây hồi xưa. Đó, sau khi mà mình ra lệnh xong thì cái màn hình này nó sẽ tự tạo cái lộ trình đi đến cái vị trí mà mình cần đi đúng không? Đấy, và sẽ có hiển thị tốc độ đây, bao nhiêu km nữa, rẽ trái rẽ phải như nào, nó hiển thị hết ở trên này và nó sẽ đọc hết cho các bác luôn. Đấy, đọc bằng giọng nói luôn nhá. Đấy, có cảnh báo giọng nói, các bác chỉ việc tập trung lái xe thôi, các bác không cần phải nhìn bản đồ làm gì cả. Đấy, đã có trợ lý ở đây nó nói cho mình rồi. Đấy, còn các bác muốn nghe nhạc đúng không ạ? Đấy, đi thì các bác cũng chỉ chạm vào đây và các bác ra lệnh thôi. Đó. Mở nhạc Bolero. Đang mở album Bolero hay nhất. Đấy. Nó có thể mở trên Zing, hoặc là các bác không thích các bác có thể là mở trên YouTube nha các bác nhá. Đây. Mở video nhạc Bolero. Đang mở video Bolero. Nó rất là tiện đúng không ạ? Ngay lập tức nó sẽ chuyển cái ứng dụng khác cho mình sử dụng ngay. Đấy. Các bác nào mà đang sử dụng xe mà có hỗ trợ Apple CarPlay, đấy, các bác có thể qua Agala để thử nghiệm, trải nghiệm cái thiết bị này các bác nhá. Năm cũ thì không biết là độ được cái gì. Nhưng mà năm cũ mà anh em xe mà chưa có màn hình Android hoặc Android Box là anh em phải chơi ngay cái màn hình Android nhá. Đấy. Năm cũ, loanh quanh năm cũ thôi. Mà đầy đủ đây, bản đồ Google Map nhá, như không cần phải cầm điện thoại nữa. Với thứ hai là có cái bản đồ Viền Map S2 này, đi có hỗ trợ cảnh báo giao thông, không lo là đi quá tốc độ, với lại phản nguội. Đấy, hay cái này là anh em nào mà đi tỉnh nhá, chơi ngay con bản đồ này. Đấy, Việt Map thì bản đồ thì nó là đỉnh cao rồi, không phải suy nghĩ. Đây, bản đồ Viền Map S2 đó. Còn ngoài ra thì anh em còn thêm tính năng giải trí. Đấy, xem YouTube không quảng cáo này. Đó, xem YouTube này. YouTube thường này. Đấy, đầy đủ hết. Và một cái hay nữa đó là cái bộ camera. À đây em đang ngắt wifi. Bộ camera tích hợp luôn màn nhé.
bộ camera tích hợp luôn vào màn này, ADVR này. Anh em có thể xem lại tất cả cái hành trình mà khi mà em di chuyển nhé. Đây nó sẽ có thời gian ngày giờ ở đây hết. Đấy, em nhìn thấy chưa? Nên là anh em có cái này đi rồi rất là yên tâm, rất là hay. Đấy, anh em nào đã sử dụng xe ô tô chưa thay màn hình Android thì tham khảo nghiên cứu chơi ngay những cái bộ như thế này anh em nhá. Bác đang sử dụng xe ô tô nhưng mà các bác vẫn đang phải sử dụng cái giá đỡ điện thoại trên xe. Đấy, đây ví dụ như cái khách hàng của em đây, đây giá đỡ điện thoại cốp xe này. Đấy, có rất nhiều loại giá đỡ đúng không ạ? Đấy, nhưng mà bây giờ thì đã không cần phải sử dụng cái giá đỡ đây nữa rồi. Đấy, thì các bác nâng cấp lên một cái màn Android như thế này, nó sẽ có dưỡng dành riêng cho các dòng mọi dòng xe các bác nhé. Đấy, điều đặc biệt là các bác muốn chỉ đường thì các bác chỉ cần chạm vào đây thôi. Đấy, ra lệnh giọng nói thôi, đi đến sân bay Nội Bài, đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đấy, khi có màn này rồi thì các bác muốn đi bằng bất kỳ đâu thì các bác chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi. Đấy là nó sẽ tạo cái lộ trình cho các bác đi cái địa, đến cái điểm mà mình cần tới đúng không ạ? 65 km 1 giờ 1 phút là tới rồi, sân bay Nội Bài 12 giờ. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Đấy. Hay ở chỗ nữa đó là nó có rất nhiều bản đồ và đặc biệt có bản đồ cảnh báo tốc độ cho các bác nhá. Đấy. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Navitel. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Navitel. Đó, ngay lập tức nó sẽ mở cái ứng dụng bản đồ có cảnh báo tốc độ cho mình. Ở trên này thì các bác muốn sử dụng Vietmap Lite hay là Vietmap S1, S2 thì các bác có thể cài đặt được hết. Đấy. Và nó có thể tích hợp được cam hành trình, cam lùi. Đấy, đây, cam lùi đây các bác nhá. Cam lùi khi lên màn nó là cam lùi AHD nên rất là sắc nét luôn. Đây các bác có thể thấy đúng không ạ? Đó. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái ứng dụng đầy đủ, những ứng dụng cho các bác nghe nhạc giải trí online trên này. Đó, các bác thích ứng dụng gì các bác có thể vào cửa hàng Play tải về thôi. Đó, thông tin bảo hành thì có ở trên này luôn. Đó, bảo hành online cho bác luôn. Đấy, bác nào mà đang sử dụng các dòng xe mà muốn chiếc xe của mình thông minh hơn đấy, thì các bác có thể qua Cala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhá. Năm 2024 thì các bác đã quá quen thuộc với các sản phẩm công nghệ đồ chơi trên ô tô đúng không ạ? Đó, và đặc biệt đó là các bác có thể là nghe nhiều nhất đó là màn hình DVD Android và Android Box đấy, dùng cho ô tô. Thì hai cái sản phẩm đấy thì khi nào mình dùng Android và khi nào sử dụng màn hình đó. Thì hôm nay em làm cái video này đó để phân biệt cho các bác đó. Có nhiều bác họ hay thắc mắc là xe anh có màn hình Android rồi thì anh có lắp được cái Android Box hay không đó. Thì ở trên tay em đây là cái bộ Android Box này đó. Thì kích thước của Android Box này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn cái màn hình rất là nhiều. Màn hình thông thường như hiện nay trên thị trường sẽ có màn 9 inch, màn 10 inch đó, và màn 12.3 inch đó. Có thể là có màn kích thước nhiều hơn 13 inch đó, nó tùy theo từng dòng xe đó và các bác lựa chọn. Còn về bản thân của Android Box ấy, thì bản chất là nó sẽ giữ nguyên cái tính năng zin của trên xe, có nghĩa là giữ nguyên cái màn hình DVD ở nguyên bản trên xe nhé. Đó các bác đây, nó chỉ là cái một cái thiết bị nhỏ gọn và nó chạy hệ điều hành Android đó. Thì cái bộ này là bộ DX300 của ZTEC. Thì các bác chỉ cần cắm cổng USB vào cái màn hình zin là nó sẽ chuyển đổi cái màn hình zin của các bác chuyển sang hệ điều hành, chạy hệ điều hành Android và có đầy đủ tính năng như bản đồ cảnh báo tốc độ này. Đấy, có phần mềm giọng nói, ra lệnh giọng nói, có kết nối rảnh tay với điện thoại đó, gần như là giống như một cái màn hình DVD. Và cái màn hình DVD Android nó cũng tương tự như vậy, cũng có đầy đủ tính năng như một cái Android Box, nhưng mà nó là có một cái màn hình kèm theo để hiển thị đó. Thằng này bản thân thằng này là nó có màn hình và có bộ xử lý riêng đấy. Còn cái Android Box này là nó có bộ xử lý nhưng mà không có màn hình hiển thị, thì nó phải nhờ trên cái màn hình zin để hiển thị đó. Các bác hiểu nôm na đơn giản là như vậy đó. Thì với bác nào mà ví dụ như xe mình mà có cam lùi rồi đó, các bác chỉ cần là có tính năng cảnh báo tốc độ rồi đó, có kết nối rảnh tay để đi đường cho nghe nhạc giải trí cho nó nhàn hơn đó, cho thoải mái hơn, thì các bác muốn giữ zin thì mình hãy sử dụng cái Android Box này đó. Thì các bác chỉ cắm rắc cổng USB thôi, giống như mình cắm chân sạc điện thoại thôi, rất là đơn giản đó.
Còn với bác nào mà muốn cái màn hình to hơn mà trải nghiệm tốt hơn thì mình có lên cái màn hình Android này. Đó, thì các bác có thể thấy là hai cái này thì bản chất nó vẫn là chạy hệ điều hành Android, nhưng mà một thằng là nó có màn hình hiển thị và một thằng nó không có màn hình thôi. Đó, đây ví dụ như bộ này là cái bộ xử lý Android, là nó nằm ở trong này, main nó nằm trong này và bên này là màn hình hiển thị luôn. Các bác sẽ tháo cái bỏ cái màn hình zin của các bác đi, lắp thay thế cái màn này vào và nó sẽ có một cái mặt dưỡng đi theo xe của bác nhé. Đó, phụ thuộc vào xe của bác, ví dụ mỗi một dòng xe sẽ có một cái mặt dưỡng khác nhau. Đó, thì về công năng sử dụng thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nếu mà để về trải nghiệm về hiệu năng sử dụng cho trải nghiệm tốt hơn đấy thì màn DVD nó sẽ sử dụng cho cái trải nghiệm tốt hơn là Android Box. Vì Android Box này thì nó phụ thuộc vào cái màn zin của bác, có nghĩa là cái màn zin theo xe ấy, thì nếu mà những cái màn mà có độ phân giải tốt đấy, độ sắc nét thì lên cái màn cái box này lên nó sẽ hiển thị sắc nét, nó phụ thuộc vào cái màn hình nó hiển thị. Thế nên là nếu như bác nào mà muốn cái màn hình của mình mà trải nghiệm sắc nét thì các bác có thể tham khảo, có thể cắm bóc thử, nếu mà các bác ưng thì các bác có thể lắp bóc, hoặc không thì các bác có thể nâng cấp lên màn Android nhé. Còn về màn Android thì đa phần bây giờ nó là độ phân giải là 1080 hoặc là lên 2K rồi các bác ạ, nó sẽ cao. Cái này thì nó vẫn có thể lên được 2K, có các bác có thể xem được video 4K, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái màn zin của bác. Đó, nó cũng tương tự như kiểu là cái máy chiếu của bác chiếu lên tường vậy. Đó, thì còn tất cả những ứng dụng của nó ở bên trong thì nó hai cái này thì tương tự nhau, nhưng mà về cái tích hợp cái thiết bị ngoại vi thì cái màn hình thì nó sẽ làm được nhiều hơn. Đó, ví dụ như cái màn này các bác có thể thấy là cổng USB này. Đó, các bác có thể là kết nối được cổng USB này, kết nối được cam lùi này, cam 360 này, đó, hoặc là cam lùi đấy, và bắt được wifi, phát wifi ở trên cái màn này luôn. Đó, nó sẽ tiện hơn so với là Android Box. Đó, Android Box thì nó chỉ có thể lắp được sim và các bác phát wifi và bắt wifi, nhưng mà cái này nó sẽ cho cái trải nghiệm các bác sẽ khó hơn so với là cái màn hình DVD. Đó, thì bác nào mà đang quan tâm đến cái hai cái sản phẩm này thì các bác hãy đến Akala Thái Nguyên, địa chỉ 579 Phan Đình Phùng để trải nghiệm trực tiếp hai cái sản phẩm này và đưa ra quyết định cho xe của mình nha các bác nhé. Không phải 9,5 triệu, không phải 6,5 triệu, mà bây giờ biến màn hình zin, màn hình Android chỉ còn có 2,990,000 đối với bộ Android Book OLED X4 nha anh em nhá. Đây là cái bộ Android Book chuyển đổi màn hình zin thành màn hình Android, giá cấu hình giá bình dân cho anh em, để anh em tiếp cận sử dụng màn hình Android, sử dụng màn hình zin, biến màn hình zin thành màn hình Android chỉ với một cái thao tác thôi. Đó là anh em bỏ cái bộ này ra cho em này, nhỏ gọn như này thôi, và có một bộ chuyển bộ dây chuyển đổi như này nữa. Đấy, anh em chỉ cần lấy cái dây này cắm một cổng USB kết nối với bộ Android Book này, thế là anh em sẽ chuyển về màn hình zin thành màn Android. Trên bộ Android Book này thì có những cái tính năng gì và có những cái chức năng gì hay ho thì mời anh em đi theo chân em để lên thử nghiệm trên trước VinFast Fadin đấy nhá. Đấy, đây với bộ Android Book của OLED X4S đấy, thì bộ này cắm thẳng vào cổng USB zin của chiếc xe đây anh em thấy đấy ạ. Đây là cái bộ OLED X4 này đấy, thì con này cắm thẳng vào màn hình, cắm vào cổng USB và nó sẽ chịu tự động chuyển đổi cái màn hình zin thành màn hình Android cho anh em. Có hỗ trợ cắm sim 4G nhá, phát bắt wifi nhá, nên là nó sử dụng rất là tiện. Giá thì như đầu video đã nói rồi, một cái chi phí rất là hợp lý và bình dân để cho anh em tiếp cận. Và con này bảo hành cho anh em là một năm anh em nhá, một năm là đổi mới, với cấu hình là cũng là RAM 4GB và ROM 64GB đấy, kết nối thẳng trực tiếp trên màn hình zin, biến màn hình zin thành màn hình Android. Đây. Đấy, giao diện, đây là giao diện chính của em nó này. Đấy, với các ứng dụng anh em thấy theo. Với phần mềm ra lệnh giọng nói của Kiki, phần mềm dẫn đường của Navitel, cửa hàng CH Play để tải tất cả ứng dụng về. Ứng dụng VTV Go, ứng dụng dẫn đường của Google Maps. Anh em muốn sử dụng Google Maps thì anh em cắm sim 4G cho em hoặc là bắt wifi từ chiếc điện thoại của mình phát ra thì cũng có thể sử dụng được này. Ra lệnh bằng giọng nói trên vô lăng. Đấy,
anh em ấn vào đây và sử dụng như bình thường. Con này thì em chưa kích hoạt nên là nó sẽ chưa có cái phần mềm ra lệnh giọng nói. Có thể mở ra lệnh giọng nói, mở video này, dẫn đường này, cảnh và trên này. Nếu như anh em mà cần có hệ thống cảnh báo tốc độ thì một là anh em có thể sử dụng cái thằng Navitel này, hai là anh em có thể mua thêm bản đồ của Vietmap S1, Vietmap S2 hoặc là Vietmap Lite. Với Vietmap Lite thì nó sẽ cảnh báo tốc độ từng cung đường cho anh em và nó có trải nghiệm ở trên này cho anh em này. Đấy. Về Vietmap Lite khi mà anh em mua thì em vào bên em sẽ kích hoạt cho anh em. Và con này sẽ tự động cập nhật một tuần một lần nên là các dữ liệu nó sẽ được cập nhật liên tục cho anh em và có cảnh báo giao thông. Anh em đi quá tốc độ nó sẽ cảnh báo cho anh em luôn. Đấy, rất là tiện. Đấy, rất là nhiều cái tính năng hay ho trên một cái bộ Android Book, giá thành rất là hợp lý với ma OLED X5 anh em nhá. Còn anh em muốn trải nghiệm cái sản phẩm này hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên để bên em trải nghiệm cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay em Tin sẽ giới thiệu đến mọi người một cái điểm khác biệt của chiếc màn liền cam 360 của thương hiệu Dragon này, cho mọi người biết công nghệ với công nghệ 3.5D thì nó có cái điểm gì khác so với các màn 2D và 3D trên thị trường hiện nay nhé. Đó. Thì đây. Như mọi người có thể thấy, nếu mà mọi người nhìn qua cái lốp mọi người phải ngó đầu, và đây là em giơ điện thoại ra khá xa thì mọi người mới thấy được cái hòn đá ở phía đằng trước bánh này, đúng không? Đấy, nếu mà mọi người ngó đầu nha, mọi người chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ thôi đó. Và khi mà mình đi, hoặc là nếu mà trường hợp đó mà trẻ con hoặc là ai đó mà nằm ở dưới đầu xe hoặc dưới gầm xe nó thì thò một cái chân ra thì mình rất khó nhìn, đúng không? Đấy, khi mà đi xe thì cái tầm nhìn này mọi người sẽ không nhìn thấy được. Đấy. Nhưng mà với cái công nghệ màn Dragon Eye này, mọi người nhìn này. Đây. Đó. Khi mà em chi nhan này, mọi người để ý nhìn thấy không? Đấy. Nhìn rất là nét luôn, và mình có thể nhìn được đấy, ở dưới này có một cái vật thể gì đây, đó là hòn đá, đúng không? Đó. Đây. Công nghệ 3.5D thì mọi người sẽ nhìn hình ảnh cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy. Và ở đây nó có rất nhiều góc cam cho anh em lựa chọn nhá. Đấy. Đây. Điều đặc biệt ở trên cái màn này đó là khi anh em vào lùi. Đấy, đây. Trường hợp mình vào lùi. Đấy. Bình thường các màn 360 khác mọi người vào lùi nó vẫn hiện lùi như này, đúng không? Đó. Nhưng điều đặc biệt ở trên màn Dragon đó là anh em có thể xem được cả cái hông đằng phía xe. Đấy, ví dụ đằng sau này, đây là hông bên phải này. Ví dụ trường hợp mà mình muốn nhìn căn lốp sau bên phải, đúng không? Đấy, lốp sau bên trái này. Đấy. Khi mà cái này mình chỉ nhìn được toàn cảnh thôi. Còn ví dụ ở trên cái 3D này, như màn thường 3D mọi người sẽ quan sát ở đây, không biết là nó có đã chạm vào lốp chưa, hoặc là ví dụ như cái lốp bên trái này, nếu mà em đi vào sát đây mình sẽ không thể biết là nó đã chém vào lốp hay chưa, đúng không? Nhưng mà khi mà mình lùi đấy, ở đây là sẽ là hình ảnh toàn cảnh khi lùi này, và bên này nó sẽ là cái lốp của mình phía mình cần lùi này đấy, hoặc là có xe hoặc vật cản bên này nhỉ, mình có thể xi nhan và mình lùi mình căn được luôn. Nhưng mọi người không cần phải ngó hẳn đầu như này, tại vì như bên phụ ấy mình rất khó nếu mà nó ở dưới thấp như này đấy. Như cái gương này của em thì nó mình soi mọi người mình nhấc hẳn đầu lên như này mình mới nhìn được cái lốp, đúng không? Đấy, nếu mà ở ngang như tầm của em nhìn thì rất khó thấy đó. Nhưng mà với cái màn liền cam này, cái cam 360 này, mọi người chỉ cần đá xi nhan cái là mọi người nhìn thấy được luôn, và mình căn vào điểm đỗ, hoặc là mình cái khi mà mình lùi có vật cản rất là dễ dàng luôn đó. Bác nào quan tâm đến sản phẩm màn liền cam Dragon Eye công nghệ 3.5D mới nhất trên thị trường hiện nay nhé, thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên, hoặc các bác có thể để lại cái thông tin ở dưới phần comment nhé. Xin chào mọi người. Vâng, đây là chiếc màn hình sau khi bên em đã lắp đặt xong. Đây, màn hình sẽ là màn hình 9 inch, màn hình nguyên bản của chiếc xe sẽ là màn hình 7 inch. Đấy, thì sau khi lắp đặt xong thì các bác thấy không ạ, độ thẩm mỹ nó sẽ cao hơn. Đấy. Với nhiều tính năng hơn. Thứ nhất là bản đồ dẫn đường thì có bản đồ của Navitel. Đây các bác, bản đồ Google Map này, bản đồ của Vietmap này. Đấy, đầy đủ các tính năng như thế. Xem trực tuyến trên YouTube này, có ZT YouTube do ZT tự phát triển. Đấy, và đây anh em có thể thấy có, sau khi lắp đặt xong thì sẽ có cam lùi. Đấy, lắp đặt lượng góc lùi sẽ rộng và nét. Tất cả các phím vô lăng này sẽ được giữ nguyên cho anh em nhé. To nhỏ này, next này, và ra lệnh giọng nói. Đấy, anh em chỉ ấn vào đây thôi. Và anh em muốn mở cái video gì này,
dẫn đường đến địa chỉ như thế nào thì anh em chỉ cần nói ấn trên cái khiển vô lăng này và anh em ra lệnh cho nó trực tiếp ở trên đấy, và trong màn nó sẽ nhận cái xử lý, đưa cho anh em đến cái vị trí anh em cần đến, mở những cái bài hát, mở những cái video mà anh em cần mở, rất là thuận tiện và dễ dàng cho anh em sử dụng. Màn hình thì hiển thị rất là sắc nét với độ phân giải là 1080p thì anh em thấy không ạ? Cái màn hình thì vô cùng to đẹp. Đấy. Cam hành trình thì anh em chỉ cần ấn vào đây thôi, anh em có thể xem được luôn này, tích hợp vào màn. Đây, anh em ấn vào camera thì nó hiện thẳng trực tiếp lên cái bức ảnh camera hành trình. Đấy. Cái hình thì rất là sắc nét và góc quay rất là rộng, đảm bảo nhỏ gọn cho anh em. Đấy. Anh em nào mà chưa biết lắp màn hình ở đâu thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé. Lái xe đường dài không lo buồn ngủ khi đã có hệ thống cảnh báo ở trên màn hình zin này luôn đấy các bác nhá. Đó là mình sẽ sử dụng một cái bộ Android Box này để chuyển đổi luôn cái màn zin này thành màn hình Android, và mình sẽ có cái bản đồ cảnh báo tốc độ ở trên này. Khi mà di chuyển mình đi đến đâu, rẽ trái rẽ phải, nó sẽ hiển thị ở trên này, và đặc biệt là nó sẽ có những cái hệ thống giải trí nghe nhạc YouTube trực tuyến cho các bác, và các bác chỉ việc ra lệnh giọng nói ở trên vô lăng này thôi, nó rất là tiện. Nên là các bác lái xe đường dài không lo về vấn đề là mình đi một mình mà dễ buồn ngủ nữa rồi. Bác nào mà xe mà chưa có cái màn hình thông minh như thế này thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên các bác nhé. Dẫn anh em tháo màn của chiếc xe CX5 đời 2017 nhé anh em nhé. Đấy, thì đầu tiên anh em tháo cái cốp phụ ra này. Thì ở đây mình có cái lẫy gạt đây và bóp hai cốp chốt này lại. Đấy, nhấc cái này ra, tháo xong cốp phụ nhé. Đấy. Còn để tháo cái màn hình này ra thì mình sẽ tháo cái thanh này. Thì cái điểm bắt đầu thì mình sẽ tháo từ đây. Đấy, anh em cắm một cái lấy nhựa vào đây. Đấy, anh em bảy. Đây, mình giật mạnh ra được. Đó. Đấy. Ra đây, anh em cứ giật ra đây là được. Đấy. Ở dưới là có một cái rác này. Cái rác này ra. Là xong. Đấy. Thế là anh em để ý ở trong này nó sẽ có một con ốc 10 này. Đấy, anh em sử dụng cái T10 này. Anh em tháo đây là anh em rút cái màn ra được nhé. Đó. Và anh em với cái dòng xe này nó sẽ có cái âm ly. Đấy, âm ly loa lên loa bâu rồi anh em sẽ phải dùng cái dây rắc dài. Thì anh em phải cắm chuyển đổi ở dưới này. Thì anh em mới có âm thanh và khiển vô lăng ở trên này được. Và sử dụng cái phím ở cái khu vực bề tì tay này được. Đó. Chúc em thành công nhé. Em đang phân vân mà không biết chọn một cái mẫu cam hành trình nào cho chiếc xe của mình. Thì hôm nay em có tư vấn, hôm nay em có lắp đặt trên chiếc xe Toyota Cross với phiên bản 2024. Lắp cho chiếc xe này một bộ cam hành trình Vietmap KC01 anh em nhé. Đấy, bộ cam hành trình này thì nó sẽ có ghi hình đồng thời cả trước cả sau cho anh em này, và hỗ trợ cảnh báo giao thông cho anh em. Đây, với rất là nhiều tính năng cảnh báo. Đây, ghi hình kép này, và cảnh báo giao thông ra, cảnh báo tốc độ ra vào khu dân cư này, và cấm dừng đỗ xe này. Đấy, rất là nhiều cái tính năng cảnh báo cho xe. Và đồng thời con này thì mắt cảm biến của nó sẽ là mắt cảm biến của Sony, cho ra chất lượng hình ảnh rất là sắc nét, với cam trước là 2K và cam sau là 1080 Full HD. Đấy, cho ra hình ảnh rất là sắc nét. Đấy, có vị trí lắp cam thì ở đâu ạ? Cam sau thì đã được lắp vào cái vị trí đằng sau của chiếc xe này. Đấy, anh em gắn vào đằng sau cái kính hậu bên trong để nó ghi hành trình ra bên ngoài. Còn cam trước thì rất là lắp rất là thẩm mỹ. Thì cái bộ hành trình về móc KC01 nó chỉ nhỏ gọn như thế này thôi cho anh em thôi này. Đấy, anh em gắn vào, gắn rất là gọn gàng và rất là thẩm mỹ, gắn lên cái vị trí này để nó ghi ra hình ảnh phía trước thôi. Dây sẽ được đi gọn vào bên trong những cái hệ thống điện theo xe của nguyên bản của xe. Đấy, rất là tiện lợi, rất là dễ dàng cho anh em nhé. Đấy, với bộ cam này anh em chỉ bỏ ra tầm khoảng 4 triệu thôi là anh em đã sở hữu ngay bộ cam hành trình này rồi. Còn anh em lắp đặt cam hành trình ở đâu ạ? Đến ngay Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để lắp đặt cam này hành trình nhé. Bên em với rất là nhiều thương hiệu như của Xiaomi, Vietmap, Webvision, DDVI, rất nhiều cả mẫu cam nổi tiếng trên thị trường hiện tại đang có sẵn tại showroom. Đấy, anh em mà có nhu cầu lắp đặt thì đến ngay bên em hoặc là comment ở phía dưới em tư vấn cho anh em nhé. Toyota Yaris sau 17 năm sử dụng thì độ gì anh em? Chắc rằng một chiếc xe sau 17 năm sử dụng hiện tại cái đèn nguyên bản thì nó rất là kém. Thì để phục vụ cho anh em mà đi trời buổi tối ánh sáng nó đảm bảo hơn, tốt hơn, an toàn hơn, thì bên em vừa tiến hành nâng cấp một cặp đôi bi gầm và bi pha cho xe Toyota Yaris. Trên này thì bên mình tiến hành nâng cấp một bộ
đèn pha GTR Limited 3.0 với công suất là cốt là 55W pha 65, dưới là một cặp bi gầm, dưới là một cặp bi gầm đó. Dưới thì bên mình tiến hành nâng cấp một cặp bi gầm X3 Pro đó. Đây là máy ánh sáng cốt của đèn pha bên trên nhá, nó sáng như vậy rồi. Đây tôi tiếp theo bên trong này, bên trong thì bên mình có tiến hành nâng cấp thêm một bộ màn hình Android. Màn hình nguyên bản của xe thì nó không có cái tính năng gì cả, chỉ có cái tính năng là phát bắt FM và Bluetooth thôi ạ. Đấy, các cái tính năng giải trí bản đồ dẫn đường thì chưa có. Thì bên mình vừa tiến hành nâng cấp một bộ màn hình Android với cấu hình rất là cao, sử dụng đầy đủ các tính năng nghe nhạc, xem phim giải trí, bản đồ dẫn đường trực tuyến, cắm SIM 4G, bắt Wi-Fi. Đấy, sử dụng bằng tính năng ra lệnh giọng nói rất là tiện lợi. Đó. Đó. Anh em nào đã sử dụng xe ô tô muốn nâng cấp ánh sáng cũng như âm thanh giải trí cho xe ô tô thì qua ngay Akara Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá. Để biến màn hình zin thành một chiếc màn hình Android thì trên thị trường hiện nay sẽ có rất là nhiều cái dòng Android Book để mà lắp đặt cho chiếc màn hình của các bác. Thì hôm nay bọn em sẽ tới làm một cái video sẽ hướng dẫn cho các bác có những cái dòng Android Book nào và cái giá thành như thế nào và tính năng và chất lượng nó sẽ ra sao. Thì bên trên tay của em của đây là ba bộ Android Book của ba dòng thương hiệu khác nhau. Thứ nhất là của WebVision này, của Zetech này và của Kalinkit. Kalinkit này là một cái dòng book của Trung Quốc. Thì hiện tại nó đang ở trên thị trường cũng có rất là nhiều và cũng được rất là nhiều anh em nói đón nhận. Nó cũng là gần như là một cái dòng Android Book quốc dân. Thì cái dòng Android Book này thì nó sẽ rơi vào như bên hiện tại như bên em đang bán và hỗ trợ cho anh em thì nó rơi vào khoảng độ 3-4 triệu. Con này sẽ bao vào khoảng 3.990.000 một bộ Android Book này và bảo hành cho em cho anh em là 12 tháng. Tiếp theo đó là cái dòng Android Book của WebVision E36 thì con này đang được sale và hỗ trợ và cấu hình rất là cao. Đang được hỗ trợ cho anh em đó là 4.990.000. Và một dòng nữa thì thương hiệu hơn đó là dòng Android Book của Zetech. Thì đối với dòng Android Book của Zetech này có rất là nhiều mã từ DX100, DX300 và DX14 Pro. Chỉ đối với dòng DX265 này thì đang lắp và hoàn thiện là 6.500.000, bảo hành cho anh em là 2 năm. Và đối với dòng E36 này thì cũng là bảo hành cho anh em 2 năm. Tất cả các dòng Android Book như hiện tại trên bộ trên này thì đều là cắm zin và lắp đặt zin cho màn hình. Chỉ cần bác chỉ cần cắm thông qua cổng USB là có thể cắm và nó sẽ tự nhận hai cổng giao tiếp tự nhận với nhau. Đấy, và tất cả các tính năng như Vietmap S1, ra lệnh giọng nói, cảnh báo tốc độ đều có thể hiển thị ở trên tất cả các dòng book này. Đấy, các bác muốn lắp Android Book thì hãy nhớ đến em nha, Akara Thái Nguyên. Cảm ơn anh em. Hết chỗ đỗ xe rồi anh em ạ. Ở này xưởng đang full rồi. Giới thiệu anh em tí. Mazda 3 đang tiến hành lắp đặt màn hình Android. Đây chiếc Lex. Bên này thì một chiếc Mazda đang vệ sinh dàn lạnh, điều hòa. Đấy. Xe anh em nào đi mà cảm thấy điều hòa nó không mát sâu với lại nó hay có mùi ấy, thì đi kiểm tra ngay tình trạng điều hòa để vệ sinh ngay dàn lạnh nhá. Bên này một chiếc Cerato đang tháo lắp bì gầm. Trong này một chiếc xe Subaru đang dán full phim cách nhiệt 31 Crystal Light. Đấy. Xe này thì đang lên một cặp bi gầm X-Line X3 Pro. Đây. Bi gầm 3 inch. Đó. Bên này chiếc Honda City cũng đang lên bi gầm. Đang chờ lắp đặt. Bên này một chiếc Hyundai i10, xe này dán full phim cách nhiệt cũng như là spa lại xe. Đó. Đấy. Một buổi chiều tại Akala Thái Nguyên. Anh em nào ở khu vực Thái Nguyên hoặc quanh khu vực Thái Nguyên cần nâng cấp xe, độ xe, spa xe thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhé. Combo đầy đủ tiện nghi và an toàn cho chiếc xe VinFast VF5. Đầu tiên thì không thể không nhắc tới đó là cái ánh sáng của nó, đúng không các bác? Ánh sáng đèn cũ của nó rất là tối và qua bên em đã được nâng cấp lên cái bộ X-Line V20. Ánh sáng như thế này rồi các bác ạ. Đây là mặt các ánh sáng côn nha các bác nhá. Pha đây. Đây là về cái phần tầm quan sát khi mà các bác di chuyển vào buổi tối. Đấy, còn về giải trí sao? Đây, các bác có thể vào trong xe. Về hệ thống giải trí thì mình sẽ có một bộ Android Book dành riêng cho xe điện. Đây, bác chủ đã nâng cấp lên bộ Kalinkit này dành riêng cho xe điện nha các bác nhé.
Và ở đây mình sẽ có cái màn này, nó là thành cái màn Android luôn rồi. Đấy, mình có thể có bản đồ dẫn đường này, có YouTube, đấy, nghe nhạc, các thứ đầy đủ ở khu vực này luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Ngoài ra để đảm bảo an toàn ghi lại hành trình khi mà mình di chuyển, các bác lắp cho em cái bộ cam hành trình đây. Các bác có lắp một chiếc M300, đấy, 70 mai M300 các bác nhé. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, chỉ với combo 3 thứ như này thì các bác đã có đầy đủ tính năng giải trí, có đảm bảo an toàn khi di chuyển và có ghi lại những cái video khi mà mình di chuyển, có vấn đề gì xảy ra mình có thể check lại được. Các bác nào mà cần tư vấn cho xe của mình thì sản phẩm gì, các bác có thể để lại comment hoặc qua Akala trực tiếp các bác nhé. Combo độ 10 củ cho Toyota Vios thì có gì hả anh em? Đây là một chiếc Toyota Vios 2018. Xe thì cũng đã trang bị một số option ở đời này cũng khá là ổn rồi, ví dụ như là đèn bi. Nhưng mà sau vài năm sử dụng, cái nhu cầu sử dụng mình càng cao và cái đèn càng tối, cũng như là cái nhu cầu sử dụng bản đồ giải trí của anh em càng nhiều, thì này đây em vừa lên một combo, đó là nâng cấp một bộ màn hình Android. Đây là một bộ màn hình F100G của thương hiệu Zetech. Đó, sử dụng đầy đủ tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường trực tuyến. Đấy, kết nối camera ghi hình hành trình tích hợp trong màn và cam lùi AHD hỗ trợ cho anh em lái xe cũng như là ghi lại cái hành trình khi anh em lái xe, rất là ok. Thứ hai đó là cái rất là quan trọng, đó là cái bộ đèn nguyên bản xe đã được trang bị là bi projector, như trong sử dụng có bóng halogen ánh sáng vàng ra ánh sáng rất là tối, nên khi anh em đi buổi tối anh em ở sau đèn như con đom đóm đấy, thì cái giải pháp hay nhất đó là anh em cứ nâng cấp lên một bộ khí LED. Đây là bên em vừa thấy này, nâng cấp một bộ chiếc Lai V20 với công suất sản xuất là 60W pha 70W, khi lên pha để có một chiếc tâm sáng và tâm vàng hỗ trợ cho anh em đi khi mà trời nhẹ sương mù nhẹ, nên khi lên pha mình có được trễ và khi anh em di chuyển anh em đi có mặt cắt thì không sợ gây chói nhiều đối diện. Một combo loanh quanh tầm 10 củ như này thôi là anh em đã trang bị đầy đủ từ đèn từ màn đấy, rất là ok đúng không ạ? Đầy đủ các tính năng mà loanh quanh chỉ tầm 10 rồi. Anh em đang sử dụng xe Toyota Vios, đang sử dụng xe mà thấy đèn tối hoặc là cái nhu cầu sử dụng về giải trí dẫn đường còn thiếu thì em mời qua Akala Thái Nguyên, thì qua bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em lên những cái combo, những cái món đồ mà sao nó hợp lý nhất cho anh em nhá. Vâng, các bác đừng có vội thay màn hình khi mà chưa biết đến cái sản phẩm này nha anh em nhá. Hey, đây là bộ Android Book mà lắp biến màn hình zin thành màn hình Android, được lắp đặt được cho tất cả các dòng xe như Santa Fe, Tucson, Kia, Mazda, Pozo. Đấy, hầu như các dòng xe mới trên thị trường đời mới bây giờ sẽ lắp được hết tất cả các dòng Android Book này và đều hỗ trợ cho các dòng xe anh em nhé. Thì cái bộ này thì chỉ cần anh em chỉ cần đây, đấy, bộ nó nhỏ này thôi, và đây này trong này nó sẽ có một cổng USB để cắm kết nối từ cái bộ Android Book này vào cổng USB zin của xe, và anh em có thể sử dụng được nguyên cái trên cái màn hình zin của xe mà sử dụng tính năng Android như ra lệnh giọng nói, bản đồ dẫn đường, cảnh báo tốc độ, mở video xem YouTube. Đây anh em thấy, đây là cái bộ em đang thi công và lắp đặt cho chiếc Hyundai Tucson này, thì đấy bộ Android Book thì cắm zin vào cổng USB và biến cái màn hình zin thành màn hình Android, anh em sẽ không cần phải cài đặt cái gì ở trên đấy nữa, và không phải thay đặt màn hình, tất cả đều là cắm jack zin và cắm thông qua cổng USB và giữ zin 100% cho anh em. Còn khi nào anh em muốn về zin, anh em chỉ cần rút cái này ra, hoặc là anh em có hai xe nhá thì anh em chỉ cần lấy cái bộ book này thôi và rút ra cắm sang dòng xe khác là xong. Đấy, rất là thuận tiện và tiện lợi cho anh em. Cấu hình thì cực cao, RAM 4GB và ROM 64GB, đảm bảo cho anh em sử dụng tất cả các tính năng giải trí trên xe. Đấy, còn lắp đặt Android Book ở đâu ạ? Hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá. Ford VS mới tinh thì làm những dịch vụ gì anh em? Đây, thì đầu tiên anh em không thể thiếu đó là sử dụng một cái Android Box này, cắm cổng USB đây. Đó, thì nó sẽ chuyển cái màn hình bình thường của anh em đổi sang cái màn Android cho anh em nhé. Đấy, còn khi mà anh em muốn về màn hình zin, anh em phải chạm đây này. Đó, ngay lập tức là ra màn hình bên ngoài như bình thường. Đó. Còn tất cả tính năng nó giữ zin hết cho anh em nhé. Đó, rất là đơn giản thôi. Đó. Còn là khi mà mình sử dụng này, tất cả phím rảnh tay trên này mình vẫn sử dụng bình thường hết nhá. Đó. Và mình có thể ra lệnh giọng nói trên này. Đó. Chị anh em chỉ cần nhấn giữ ở đây là anh em có thể ra lệnh giọng nói rồi. Mở video nhạc trẻ. Đang mở video nhạc trẻ.
ngay lập tức nó sẽ mở ứng dụng YouTube cho mình ngay đó. Và anh em muốn dẫn đường chỉ đường đến đâu thì anh em chỉ cần thao tác ở trên vô lăng thôi. Đi đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Vietmap. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Vietmap F2. Đó, anh em không lo bị thứ nhất là phạt tốc độ này, quá tốc độ. Thứ hai là không lo bị sai đường đúng không ạ? Phải dùng một cái điện thoại nhỏ gọn ở trên này mất thẩm mỹ xe ra đúng không? Đây. Và nó sẽ ngay lập tức ở đây nó có một cái lộ trình cho mình đi. Đấy, đi đến đâu cảnh báo đấy. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng cái bản đồ Google Map như trên điện thoại nha anh em nhé. Đây. Đó. Đi đến thành phố Bắc Ạng. Đấy, anh em chỉ cần nói địa chỉ đến đây thôi. Đấy, ngay lập tức là cái màn hình này nó sẽ mở cái ứng dụng bản đồ cho mình ngay. Đó. Là đơn giản đúng không? À, cái này em đang cài mặc định là bản đồ của Vietmap. Đó. Đi đến thành phố Bắc Cạn trên ứng dụng Google Map. Em ơi. Đang chỉ đường đến thành phố Bắc Cạn trên ứng dụng. Không chơi, em ơi. Dạ. Vâng. Đó, anh em nào cần làm bất kỳ cái dịch vụ gì thì anh em hãy tới Akala anh em nhé. Ford Ranger 2023-24 không phải thay màn hình Android nữa anh em ơi, mà bây giờ anh em sử dụng cái dòng xe Ford Ranger 2023-24 này. Đấy, cái với cái được thiết kế là cái dòng màn dài này, sinh 4, màn to đẹp như này thì anh em chỉ cần sử dụng một bộ Android Box thôi anh em nhá. Anh em chỉ sự cần lắp đặt thêm một bộ này thôi, chỉ cần kết nối qua cổng USB. Đấy, kết nối dữ liệu là anh em nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường như một chiếc màn hình Android trên màn hình zin luôn, giữ zin không có phải tháo lắp một cái gì cả. Đấy, giải trí trực tuyến trên YouTube này, giải trí trực tuyến này, đây là đang kết nối online nhá. Đó, sử dụng thao tác rất là đơn giản luôn như một chiếc iPad. Bản đồ dẫn đường thì có bản đồ Google Map này. Đây, bản đồ Google Map đây, giống như trên điện thoại. Còn anh em nào mà đi tỉnh xa đi hay đi nhiều thì anh em đi bản đồ Vietmap S2 có hỗ trợ cảnh báo giao thông anh em nhá. Đây là bản đồ Vietmap S2. Sử dụng cũng vô cùng thuận tiện. Và có thêm phần mềm ra lệnh giọng nói Kiki nhá. Ví dụ em mình hướng test cho anh em xem này. Mở video nhạy trẻ. Đang mở video nhạc trẻ. Đấy, với cái phần mềm ra lệnh giọng nói này thì anh em chỉ cần ra lệnh một câu lệnh thì nó sẽ tự động mở cái chương trình, ví dụ như giải trí này, bản đồ dẫn đường này, em không phải thao tác bằng tay nữa và được cả trên nút trên vô lăng này luôn. Thao tác trên vô lăng này luôn. Dẫn đường tới thành phố Hà Nội. Đang chỉ đường đến thành phố Hà Nội. Đấy, anh em thấy tiện chưa? Và tất cả cái tính năng zin trên màn vẫn được giữ nguyên nha, không mất một cái gì luôn. Đấy, điều chỉnh điều hòa này, tất cả các thứ này ở trên này giữ nguyên nhá. Gió này, đấy, AC này, tất cả mọi thứ trên màn giữ nguyên. Và anh em muốn vào trong cái Android Box này giao diện thì em chỉ cần ấn một cái này thôi. Đó. Anh em nào đang sử dụng xe dòng xe Ford Ranger Forever Edge 2022-2023-24 phiên bản mới này thì em tham khảo ngay bộ Android Box này anh em nhá. Một chiếc Mazda 2 bản thiếu. Rồi anh em đây. Bộ chiếc xe này thì là bản thấp nhất của Mazda đây, thì bản này thì lúc mới đầu thì đài nguyên bản của nó sẽ là đài CD này, không có khiếm khiển vô lăng này, không có phím media này. Sàn thì là sẽ là sàn nỉ này và ghế cũng là ghế nỉ này. Đấy anh em thấy không? Không có cảm biến này. Đấy, thì hôm nay em lên hẳn một cái combo full option cho chiếc Mazda 2 này, với phím khiển vô lăng, phím media này. Đấy, và phím lim này. Đấy, màn hình ZX Z18 này, màn hình lên cam 360. Đấy, em thấy ạ. Thì các bác khởi động lên thì bắt đầu trước màn hình sẽ khởi động lên và sẽ quét một vòng qua 360 của cái cam 360, cái camera toàn cảnh để các bác xem phát hiện có cái vật cản xung quanh hay không. Sau khi quét xong một vòng này thì các bác có thể nhìn thấy vật cản đây. Kết hợp với bộ bảng áp suất lốp tích hợp vào màn Android để cảnh báo liên tục cho các bác nếu như tình trạng lốp nó xuống dưới
âm dưới cái mức nguy hiểm, chẳng hạn như là cái này nó sẽ là 2,3 là mức tiêu chuẩn của nhà máy này. Khi mà bác bơm lên quá đến 2,6 thì bắt đầu sẽ cảnh báo này, nhiệt độ ở dưới này này, các bác thấy không ạ? Khi bác dưới 1,8 thì bắt đầu cái lốp này nó sẽ cảnh báo cho các bác là non hay là non này, để kêu này và phát ra đồng thời bằng tiếng kêu. Đấy. Đấy, của cam 360 thì nó sẽ đây, anh em thấy không ạ? Toàn cảnh cam rất là sắc nét nhé. Bác xin nhan bên nào thì có sẽ có của bên đấy. Đấy. Xin nhan bên phải thì có hình ảnh của camera bên phải và bác nhìn thấy hết được phần đầu xe. Đấy, và trước cam Mazda 2 bên em sẽ trang bị cho trước xe một bộ cảm biến 6 mắt nữa. Bộ cảm biến này là của Steelmate nhé. Nó sẽ hiển thị vạch và hiển thị cái thông số bên cạnh, thông số mét ở ngay bên cạnh khi mà có, khi mà bác lùi cái vật cản cần thiết. Còn khi mà với bác về số D từ tiến này thì bắt buộc các bác phải nhắm phanh này thì cái cảm biến nó sẽ báo có vật cản đấy. Rất là hữu ích cho các bác khi mà đi đường chật, đường đông. Đây, còn lại ghế thì bên em đã bọc trở lại hoàn toàn là ghế da nắp pan. Đấy. Đen chỉ đỏ nha bác nhá. Đấy, bọc lại như này các bác vệ sinh rất là dễ dàng. Đấy, một bộ thảm sàn của Kata và một bộ thảm sàn da Simili. Đấy, cho cái bộ ghế nỉ thế này sẽ sạch hơn này, không bị ngấm nước này, không để gây tránh mùi hôi. Đấy. Tất cả cái combo này thì đều là lắp đặt zin hết cho anh em nhá, không phải đấu nối, không phải cắt chích gì hệ thống điện của xe. Đấy, và không lo ảnh hưởng đến hệ thống điện bảo hành của xe. Đấy, cảm biến lùi thì sẽ lắp vào vị trí này. Đây, anh em thấy không ạ? Đấy, rất là thẩm mỹ, 4 mắt ca đằng trước, à 4 mắt đằng sau và 2 mắt đằng trước, camera lùi sẽ được lắp vào vị trí zin của chiếc xe. Đấy. Còn anh em nào mà đi Mazda 2 hoặc là những cái dòng xe nào mà chưa có trang bị màn hình cam liền cam 360, chưa có trang bị cảm biến lùi, chưa bọc ghế ra thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác. Xe mới lấy mới tinh mà các bác chưa có hệ thống giải trí đúng không ạ? Nhưng mà các bác không muốn thay thế màn. Đấy, giải pháp cho các bác đó là lắp một bộ Android Box này. Đấy, rất là nhỏ gọn. Nó chỉ là một cái cục nhỏ như này thôi đúng không ạ? Đấy, cắm cổng USB này. Lập tức là màn của mình sẽ chuyển sang màn Android nha các bác nhá. Đấy, màn Android các bác có nghe nhạc YouTube và có đầy đủ bản đồ cảnh báo thứ này. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể lắp thêm một cái cam hành trình nhỏ gọn nữa. Đấy. Nhưng mà với Akala các bác nhá, các bác qua lắp Android Book ở Akala thì các bác sẽ được tặng kèm một cái cam hành trình ghi hình nhỏ gọn đây, đối với Android Box của ZTEC này. Đấy, thế là một công các bác có đầy đủ combo luôn, vừa có màn hình Android, có cảnh báo tốc độ, có ra lệnh giọng nói trên vô lăng. Đấy, và có camera hành trình ghi hình để lưu lại những cái khoảnh khắc hoặc là những va chạm sau này cần trích xuất video. Đấy, rất là đơn giản. Bác nào có xe mới cần làm dịch vụ gì thì hãy tới Akala các bác nhé. Rất là nhiều bác đang đi xe mà không biết được là cái xe của mình có hỗ trợ Apple CarPlay không dây hay là Android Auto không nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu hướng dẫn cho các bác. Thì bình thường ấy, ở một số các dòng xe thì nó sẽ hiện song song như này cho anh em này. Đấy, như dòng MG ấy thì là nó sẽ hiển thị cái Apple CarPlay và Android Auto song song như thế này. Còn nếu như mà anh em mà không biết nhá, anh em mà muốn biết cái xe của mình có hỗ trợ hay không nhá, thì anh em chỉ cần lấy một cái điện thoại này, đúng cái điện thoại iPhone cho em nhá. Đấy, thì là cái bộ ở đây nó sẽ có cái cổng cắm sạc không dây của cái iPhone ấy, thì anh em chỉ cần lấy cái bộ sạc của iPhone rồi anh em cắm vào cái màn hình cái cổng sạc này, sau đó cắm vào cổng nhận dữ liệu. Ở trên xe nó sẽ có một cổng là cổng nhận dữ liệu như này này và một cổng là cổng sạc, anh em nhìn đúng không ạ? Đây, cái này là cổng sạc này và cổng này là cổng nhận dữ liệu này. Thì anh em chỉ cần lấy cái dây sạc của iPhone anh em cắm vào đây, sau khi cắm xong thì ở trên màn hình nó sẽ chuyển sang cái màn hình giao diện của thằng iPhone như này, thì là nó đã hỗ là thông báo là màn hình có hỗ trợ kết nối nha. Thì những cái màn hình như này thì anh em sẽ hỗ trợ lắp được Android Book. Đấy, cắm Android Book và nó sẽ nhận. Đấy, như bình thường thì các dòng xe từ 2019 đổ lên thì tất cả các dòng xe từ như Hyundai, Mazda, Hyundai này, Kia thì nó sẽ hỗ trợ này. Nhưng dòng Mazda thì bắt đầu từ dòng 2021 trở lên thì bắt đầu nó sẽ hỗ trợ. Như Mazda CX-5 từ 2019 thì không hỗ trợ, nhưng 2020 để hỗ trợ đến bây đổ về đại đến bây giờ. Đấy. Còn anh em mà cứ kiểm tra mà có kết nối thì anh em cứ làm như cái video hướng dẫn, đó là cắm cái dây sạc của iPhone vào cổng nhận dữ liệu của trên xe. Nếu như nó chuyển về cái giao diện của iPhone giống như cái điện thoại của mình trên xe này thì là nó sẽ là có hỗ trợ Apple CarPlay và anh em sẽ có thể lắp được cái bộ Android Book như này nhá, và không cần phải thay thế màn hình, vẫn giữ nguyên màn zin, cắm bộ này vào và nó sẽ chuyển đổi cho anh em từ màn zin thành màn Android. Tất cả các phím chức năng trên xe này sẽ giữ nguyên, không cần không bị mất. Đấy, và giữ duyên được zin được cái màn hình cho anh em. Đấy. Đấy. Đấy là cái điều anh em cần biết là khi mà có màn hình xe của mình có hỗ trợ hay không. Cảm ơn anh em. Chẳng hạn như camera em đã nhấc vào đây rồi này, anh chị ấn vào đây là camera, nó hiện ra camera này.
thì muốn xem lại cho một lần màn hình, ấn nút cài đặt playback, nó sẽ ra một loạt video này, ấn nút lên nó xem nó điện như vậy. Cái này được bao lâu? 32 thẻ 32GB nó sẽ lưu trong khoảng 3 tiếng. Đấy, còn lại dẫn đường nếu mà không dùng giọng nói thì ấn vào đây. Thì nó sẽ ra thằng Việt Mát đấy. Còn lại giọng nói thì bấm đây. Mở video lại quên. Cái này quay nó sẽ mô tả, nó nói nó sẽ có mở video tên ca sĩ, tên bài hát, hoặc tên thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc trẻ. Nhưng mà bắt buộc phải có chữ mở video thì nó mới vào YouTube. Còn nếu mà nói chỉ nói mỗi bài hát không thì nó sẽ vào Zing. Còn dẫn đường thì cứ thế đấy. Chẳng hạn nếu đi Google Map thì ấn đấy. Dẫn đường đến sân bay Nội Bài. Nó sẽ tự điều hướng sang Google Map. Còn nếu đi bằng Việt Map thì nói Việt Map, đi bằng Navitel thì thêm cái chữ Navitel cuối cho em rồi được. Còn về lùi thì nó sẽ tự điều hướng và cam lùi. Đấy, từ vị trí này nó sẽ điều hướng. Trong Google Map này thì nó sẽ lại không có cảnh báo tốc độ, nó lại bất tiện một cái nữa. Còn cái này, Việt Map mà có cảnh báo tốc độ. Việt Map với Navitel nó có cảnh báo tốc độ ra vào khu dân cư. Đấy, vậy thì mình đi nó sẽ tiện hơn. Nói chung là đi theo cái bản đồ nào mình cảm thấy nó đi phù hợp nó ấy với mình thì mình đi. Còn đi có vấn mắc gì thì gọi điện cho em hỗ trợ. Có số điện thoại đúng không? Có. Trên phiếu đấy. Vâng. Đỉnh phiếu này là số điện thoại của em. Ba số, số nào ai gọi số nào cũng vào được. Dùng nhiều đi quanh quanh đây mà ít dùng cái bản đồ là. Bây giờ cháu hướng dẫn lại cho chú này, khi mà khởi động lên thì nó sẽ, khi chú nổ máy lên thì mất tầm 3-40 giây nó sẽ khởi động và nó sang giao diện Android như này. Đấy, thì là chú muốn thao tác trực tiếp ở trên màn cũng được. Đấy, sau khi nó đã kết nối wifi từ điện thoại chú ra nha, chú thao tác trên màn cũng được. Đấy, các thao tác thì mình như thao tác trên điện thoại thôi, thao tác trực tiếp trên màn. Thứ hai nữa là mình có thể sử dụng ở cái giọng nói khi ấn đây và 3 thì mình thao tác trực tiếp ở trên cái phím giọng nói trên vô lăng này. Cái Kiki ấn vào đây đúng không? Vâng, Kiki ấn vào đấy ạ. Chú mở video trên YouTube thì cháu cài cho chú rồi. Chú chỉ cần nói mở cái video mà nội dung chú muốn mở là xong. Xe ra cái nội dung đấy. VT vô tuyến cũng thế. Vô tuyến nó có VTV Go, nó có các kênh hỗ trợ cho chú xem được. Thì chú nói mở kênh VTV1, VTV2, VTV3 là có hết. Đó, bản đồ dẫn đường thì nó có bản đồ Google Map, mặc định nó sẽ đi Google Map, mà chú muốn cảnh báo thì chú đi bản đồ Việt Map S2 thì chú nói thêm cái câu S2. Đấy, ở đây nó có thêm một cái bản đồ Navitel nữa, nhưng mà chú cứ dùng cái Google S2 Map. Này, S2 này nó có phải khi Việt Map S2 này có phải mua bản quyền không? Việt Map S2 này cháu cài này không phải mua bản quyền, bản này không phải bản quyền ạ. Bản quyền kia là nó mua là mất phí ạ. Bản này cháu cài cho chú là bản này nó là bản crack, nó như kiểu là bản thứ hai, phiên bản thứ hai. Đấy, thì là phiên bản này sẽ không mất tiền. Đấy. Còn nếu mà chú muốn cái phiên bản mà bản quyền kia, có kỳ bản quyền kia, thì cái kia nó sẽ rơi vào chắc phải tầm hơn 1 triệu một năm ấy, không cần đâu. Đấy, thì bởi vì là cái dữ liệu cảnh báo giao thông là nó tương đương nhau mà nó không khác biệt nhau quá đâu. Đấy, sử dụng ở tất cả ở đây, thông tin bảo hành thì chú xem ở đây, ví dụ như là chú muốn xem thông tin bảo hành chú ấn vào đây là có thông tin bảo hành của chú. Đấy, nó sẽ hiện đầy đủ thông tin ngày còn bảo hành bao nhiêu, kích hoạt từ ngày bên này thì còn bảo hành bao nhiêu là nó sẽ còn ở đấy. Đây 730 ngày là 2 năm. Đấy, sử dụng rất đơn giản, ví dụ như mở video các thứ, đây là chú chỉ cần nói mở video nhạc trữ tình. Đang mở video trữ tình. Rất đơn giản, chú thao tác trên kia là tiện nhất, đỡ phải ấn. Hay là đấy. Đây, xe hơn 10 năm này chả thiếu tính năng gì nhá. Nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường, tất cả các thứ đầy đủ cả. Anh em chỉ cần lên bộ màn Android như này thôi. Các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường chả kém gì các cái dòng xe đời mới bây giờ. Một chiếc xe Hyundai Getz hơn 10 năm sử dụng rồi. Nhưng mà sau khi lên màn này ngon ngay. Đấy, YouTube được xem trực tuyến, kết nối qua SIM 4G hoặc là kết nối Wi-Fi, có thể tải tất cả các ứng dụng. Đấy, anh em đã được sử dụng những cái dòng xe ví dụ như Hyundai Getz này, tham khảo những cái dòng màn hình như này để trang bị cho khi mà anh em di chuyển hoặc sử dụng xe nó được đầy đủ và nó được yên tâm hơn anh em nhá. Hyundai Getz nâng cấp lên màn Android trông nó sẽ như thế nào hả các bác?
Đây, ở trên này các bác có thể nhìn thấy đây là cái màn hình Android sau khi mà bên em đã nâng cấp cho chiếc Hyundai Getz này. Và sẽ có camera hành trình ghi hình phía trước ở đây. Và có cam lùi AHD, sắc nét tích hợp thẳng vào màn đây luôn các bác nhé. Cam lùi rất là sắc nét luôn. Với màn Android thì các bác có thể lắp sim 4G này, có nghe nhạc trực tuyến, có bản đồ Vietmap S2 đây, có cảnh báo giới hạn tốc độ cho các bác. Mình có cả thêm bản đồ Google Maps đây các bác nhé. Đây, rất là đầy đủ. Các bác cần nghe nhạc các bác chỉ cần chạm vào đây thôi, mở video nhạc trẻ lên mic. Khi các bác nâng cấp cái màn Android lên ấy thì chiếc xe của mình nó sẽ trở nên thông minh hơn. Bởi vì các bác ra lệnh điều khiển giọng nói là màn nó sẽ thực hiện theo cái yêu cầu của các bác rồi. Bác nào mà xe mà chưa có màn Android thông minh như thế này thì các bác có thể qua Agala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhé. Civic 2019, màn zin quá nghèo nàn công nghệ thì chúng ta phải nâng cấp lên cái màn Android. Ở đây anh em có thể thấy với một chiếc màn Android khi mà lắp đặt nó sẽ có một cái bộ dưỡng zin chuyển đổi như thế này. Anh em có thể thấy toàn màn nó sẽ đẹp hơn so với cái màn zin nguyên bản của nó đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có đầy đủ cái tính năng, có tích hợp camera hành trình ghi hình phía trước cho anh em này. Có cam lùi, thì anh em chỉ cần về số lùi là nó sẽ hiển thị cái cam lùi cho mình luôn rồi. Và một cái màn Android thì không thể thiếu những cái ứng dụng nghe nhạc giải trí như là YouTube đúng không ạ? Đây, có YouTube chạy ẩn ở đây luôn. Ngoài ra anh em có thể ra lệnh giọng nói nhé. Tất cả những cái phím bấm ở trên vô lăng này anh em giữ nguyên này. Tăng giảm âm lượng giữ nguyên này, nghe gọi giữ nguyên này. Đi đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Bình thường nếu mà anh em có cái màn zin thì anh em sẽ phải sử dụng thêm một cái điện thoại này để anh em tìm đường đi những cái địa chỉ mà mình chưa biết đúng không ạ? Nhưng bây giờ có cái màn hình này anh em chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi. Anh em chỉ cần ra lệnh bấm vào cái nút này ra lệnh giọng nói là màn nó sẽ tự tạo cái lộ trình cho mình. Hoặc anh em muốn nghe nhạc, bất kỳ bài nhạc nào thì đều có thể sử dụng giọng nói được. Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở video trẻ remix. Đó, anh em có thể thấy là cái màn hình nó lập tức nó sẽ mở cái ứng dụng này và nó sẽ mở ngay cái bài hát mà mình yêu cầu của nó luôn đúng không? Rất là tiện. Giữ nguyên zin cho anh em nhé. Cảm giác hết này. Đấy, tích hợp đầy đủ tất cả tính năng ở trên màn hình luôn. Quá là gọn và quá là đẹp. Mà giá lại hợp lý nhá. Bác nào mà đang sử dụng xe mà có màn hình zin mà quá nghèo nàn công nghệ thì các bác có thể qua Kala để trải nghiệm các bác nhé. Đối với Mazda 3 từ đời 2020 trở lên đấy, thì nó đã có một cái màn hình như thế này rồi. Khi mà các bác lắp đặt một cái bộ Android Book này ấy, thì nó có một cái bất tiện đó là nó vẫn sử dụng lên trên này được, nhưng mà khi mà mình sẽ không sử dụng cảm ứng được trên màn này. Và cái bất tiện đấy thì bây giờ các bác sẽ đổi sang cho em cái màn như này đấy, lắp giữ nguyên hai hệ điều hành nha các bác nhé. Đó, thì khi mà mình đi trên đường ấy, nó sẽ đổi thành cái màn Android là mình cảm ứng như bình thường luôn, không phải sử dụng cái bóc mà mình phải sử dụng chuột nữa, rất là đơn giản luôn. Và với cái bộ màn hình Android hai hệ điều hành này thì nó sẽ giữ nguyên và nó sẽ cắm toàn bộ là jack zin hết nha các bác nhá. Rồi, bộ dây jack của nó đều là cắm jack zin hết, không phải cắt hay là chích đấu nối gì cả. Và có khay sim ở đây cho mình lắp đặt khay sim luôn này, rất là đơn giản luôn. Và bây giờ bên em sẽ tiến hành thi công các bác nhá. Đây là sau khi mà bên em lắp đặt xong này. Các bác có thể nhìn thấy ở trên này, đó là màn hình sau khi mà mình đã lắp đặt này và màn hình nguyên bản của xe này. Nhìn các bác thấy không? Vẫn giữ nguyên nhá. Nhưng mà bây giờ các bác có thể cảm ứng được ở trên màn này, rất là tiện luôn đúng không ạ? Đây. Bình thường khi màn này thì các bác sẽ không cảm ứng được trên màn. Và khi lắp màn Android rồi các bác có thể ra lệnh giọng nói ở trên này được luôn. Cái này em chưa bắt internet cho nó, nhưng mà các bác sẽ có bản đồ để dẫn đường này. Đây, và có cảnh báo tốc độ trên này luôn. Thì các bác di chuyển ở khu vực cung đường nào nó có
tốc độ giới hạn bao nhiêu nó sẽ hiển thị ở trên này và nó có cảnh báo âm thanh ra cho mình luôn. Rất là tiện đúng không ạ? Mình có thể bấm tăng giảm âm lượng, tất cả các phím ở trên này mình đều giữ nguyên zin hết nhé. Khi ở trong giao diện này các bác mà về lùi này, nó sẽ giữ nguyên cam lùi cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà muốn thay đổi, nâng cấp lên cái bộ 360 thì mình sẽ thay cam. Còn không thì mình giữ nguyên cái cam lùi này và mình chỉ thay màn này thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Bác nào mà đang sử dụng cái dòng Mazda 3 mà lắp Android Box mà bất cập, khi mà đi trên đường mà không cảm ứng được trên màn, thì các bác có thể qua Akala Thánh Nguyên để thay thế cái màn Android các bác nhé. Vios 2018 lên màn Android tại Akala Thánh Nguyên. Thì khi các bác nâng cấp một chiếc màn Android tại Akala Thánh Nguyên thì các bác có gì ạ? Thì các bác sẽ có một chiếc màn Android to 9 inch như thế này các bác nhé. Sẽ có kèm cam lùi này. Khi mà các bác vào lùi, mình sẽ xem được, quan sát được toàn cảnh phía đằng sau, đảm bảo là không có cái góc nó bị khuất để các bác lái xe an toàn hơn này. Tích hợp một cái camera hành trình ghi hình phía trước được dán nhỏ gọn ở trên này các bác nhé. Mình có thể điều chỉnh xem trực tiếp ở trên này luôn. Các bác chỉ cần chạm đây là sẽ có camera ghi hình phía trước nét như thế này và xem lại trực tiếp ở trên này luôn. Đây là những video mà cái cam ghi hình trực tiếp của trên này luôn nha các bác nhé. Chưa hết nha các bác. Ngoài ra thì khi mà các bác lắp màn tại Akala thì các bác sẽ được tích hợp thêm app Sunloop, cảm biến app Sunloop vào màn này luôn này. Trên cái màu màn này, này các bác có thể quan sát được cái lốp, bốn lốp của mình khi mà hành trình mình di chuyển. Cái này rất là an toàn khi mà các bác di chuyển đường dài hoặc là trên cao tốc, đặc biệt là những bác nào mà mới lái xe chưa cảm nhận được xe khi mà mình di chuyển đúng không ạ? Khi mà có áp suất lốp thấp hoặc cao thì nó sẽ có báo và nó hiển thị luôn ở trên này, và bánh nào nó sẽ hiển thị ra luôn. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng cái phím rảnh tay ở trên này để ra lệnh giọng nói cho chiếc màn này. Mở video nhạc trẻ remix hot TikTok. Đó, các bác thấy cái màn này nó thông minh hơn không ạ? Bình thường cái màn nguyên bản thì sẽ các bác sẽ không thể ra lệnh giọng nói được như này đúng không ạ? Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap. Chỉ với một câu lệnh thôi, các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thì tất cả cái màn hình này nó sẽ làm việc và nó tạo cho cái xe của mình trở nên thông minh hơn. Bác nào mà muốn xe của mình thông minh như thế này thì các bác có thể qua Akala Thánh Nguyên để trải nghiệm các bác nhá. Mà đi xe ô tô mà đi đến khu đường mới mà hay bị lạc đường này, rất không có đường chỉ đường này, thứ hai là không có cảnh báo tốc độ này, đi bơ ngỡ này và hay bị mất tiền ở những cái khoản đấy nha anh em nhá. Thì đây, hôm nay lên đây với em qua ngay Akala Thánh Nguyên để nâng cấp ngay cho mình một bộ Android Book, biến màn zin thành màn Android. Con bộ như bộ này thì nó sẽ không cần phải, anh em sẽ không phải thay màn hình anh em nhá. Đây, cái bộ book nó nhỏ như này thôi. Đấy, cắm vào cái cổng USB của xe kìa, chuyển đổi cái màn zin của anh em thành màn Android như này, đầy đủ tính năng anh em nhá. Nghe nhạc trên YouTube này, dẫn đường bằng Vietmap S2, có cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông. Đấy, và có cả Google Map nữa. Đây anh em thấy có Google Map đây. Và đồng thời là anh em sẽ ấn vào cái phím chuyển vô lăng này, anh em ra lệnh được bằng giọng nói anh em nhá. Đây. Đấy, bấm vào như này, anh em mở video chỉ đường chấn đường đến đâu thì anh em chỉ cần nói thôi và cái màn hình nó sẽ thực hiện cái thao tác và nó sẽ đưa cho anh em đến những cái địa chỉ anh cần đến và cảnh báo giao thông cho anh em. Còn khi mà anh em mà muốn trở về màn hình xe thì anh em chỉ cần ấn vào cái biểu tượng màn hình xe thôi, nó sẽ là chuyển về sang màn hình nguyên bản của chiếc xe. Khi mà anh em muốn sử dụng Android anh em ấn vào Apple CarPlay. Đấy, chuyển về Android. Và không cần phải cắt đấu nối gì trên cái hệ thống điện của xe cả, chỉ cần cắm vào cổng USB zin thế là xong. Còn lắp đặt ở đâu ạ? Đến ngay Akala Thái Nguyên anh em nhá. Địa chỉ trung tâm nội thất to nhất Thái Nguyên anh em. Anh chị em hoặc là những bác tài nào mà mới lấy bằng đó, còn đang lay hoay khi mà đỗ xe, đặc biệt là ở bên phụ đúng không? Mình bên lái hay bên phụ đều phải ngó như này để căn cái lốp nó có ăn hay không. Thì khi mà trời mưa thì anh em ngó như nào được đúng không ạ? Đây, giải pháp cho anh em đó, anh em lên màn liền cam 360 đó, thì anh em có thể ngồi trong xe này đó, anh em chỉ cần đá xi nhan bên nào cái lốp bên nó sẽ hiện, và giống như của em đây, em không cần phải ra ngoài hoặc nhờ ai đấy người ta căn lơ xe cho mình đúng không ạ? Đấy, anh em vẫn có thể ra vào ngõ bình thường nhá. Đó, về
đây xi nhan trái xi nhan phải này đây đó. Hai nữa là anh em có thể vào lùi này đấy, mọi người có thể nhìn thấy hiển thị bên trái và bên phải, lốp sau bên trái và bên phải luôn nhá. Đây là bánh đằng sau luôn này. Đấy, đây điều đặc biệt là của cái màn này nó sẽ có cái căn theo góc lái này, anh em có thể thấy đó. Mình có thể khi mà anh em mới có bằng thì có thể là anh em chưa biết được là khi mà mình trả vô lăng như nào là đúng không ạ. Đó thì mình có thể nhìn vào cái vạch đánh lái này mình biết này. Đó, đúng không, là cái xe mình nó sẽ tiến hay là lùi theo hướng nào. Đó, cái màn này nó có một cái điều đặc biệt đấy là khi vào lùi nhá, nó sẽ hiển thị ba cam này. Đó, cam đằng sau này, hai bánh sau này. Đó, còn như các cam khác thì chỉ có hiển thị được hai bánh trước thôi đúng không ạ. Đó, nhưng cái này nó có một cái điều đặc biệt nữa, đó là cái công nghệ cam 4.5D thì nó có một cái điều khác biệt là như này. Đây, anh em có thể xem ở cái chế độ mình đang xem ở chế độ 4.5D nha anh em nhé. Đây, các bác có thể thấy khi mà ở bộ chế độ 4.5D này, đây thì khi mà mình xi nhan này, đó xi nhan nhé, đây là mình đang đi tiến này, đó đây các bác có thể thấy đây là mình tiến nhé, thì nó cũng hiển thị là cái cam phía trước này và hai cái bánh này luôn. Đây, ví dụ mình tiến cho các bác xem này, đây đó, thì có phải là các bác tiến vào trong ngõ hẹp hoặc đi vào nhà quá là ok đúng không ạ. Đây mình có thể nhìn này, đấy, cái vạch căn cái lề đây rồi, đây là mép lề này, đây là cam trước này. Đó, mình thực hiện được một cùng lúc là ba cam luôn, ba mắt nhìn luôn. Đấy, đặc biệt là cái này anh em sử dụng vào ngõ hẹp hoặc là đỗ xe rất là tiện nhá. Đây, khi vào lùi này, đấy, vào lùi là nó sẽ chuyển sang cam này đúng không ạ. Đó, rất là dễ cho mình luôn. Đó, đặc biệt ở đây 3D nó có mô phỏng luôn, ví dụ ở đây có cây cột như nào hiển thị ngay đúng không ạ. Đó, rất là dễ luôn. Bình thường các bác phải sử dụng mới cam hành trình để ghi hình đúng không? Nhưng mà không, đây khi các bác lắp màn liền cam này đã có hình ảnh luôn này. Đây, ghi lại cả 4 mắt cam luôn. Bây giờ các bác muốn xem đúng không ạ? Đấy, xem toàn cảnh, ví dụ mình đỗ xe như thế nào này, nhìn này. Đấy, có thể phóng to được, khóa lại được này. Đấy, đặc biệt những cái này nó ghi hình. Ví dụ trường hợp nhá, các bác mà đang sử dụng xe đúng không ạ? Ở đây xe mà ai mà va quẹt này, mình có thể là xem được cả bốn xung quanh xe luôn. Người ta quệt vào sơn xe này, quệt vào đít này, quệt vào đầu này. Đó, mình có thể xem được trực tiếp luôn. Chứ không như cam hành trình. Cam hành trình các bác chỉ xem được cái phần chỗ nắp capo thôi. Còn ở bên sườn này các bác không xem được đúng không ạ? Đó, cái này nó có một cái ưu điểm. Đó, bác nào mà đang lăn tăn về cái màn liền cam 360 thì các bác hãy qua ngay Akala Thái Nguyên, địa chỉ 579 Phan. Nay bóc hộp hướng dẫn anh em lắp luôn cái bộ DX265 đấy, Android Box trên chiếc xe Hyundai Tucson nhé. Đấy, đây anh em với những cái dòng xe mà có hỗ trợ Apple CarPlay thì anh em sử dụng box là nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đấy, thì anh em giữ nguyên cái màn hình zin của mình luôn. Đấy, và không phải thay thế màn hình nhé. Đấy, nhưng mà nó có một cái yêu cầu, đó là những xe mà có hỗ trợ Apple CarPlay thì mới có thể dùng được cái sử dụng được cái Android Box này. Đấy, và đây với bộ Android Box của ZTEC thì khi anh em lắp đặt sẽ được tặng kèm một chiếc camera hành trình nhá. Đây đang có chương trình khuyến mại đó, thì anh em vừa có bản đồ cảnh báo này, vừa có ra lệnh giọng nói này, và có luôn cam hành trình ghi hình phía trước luôn. Đó, rất là tiện luôn. Đây là anh em chợ quá trình lắp đặt nhá. Đấy, cũng rất là đơn giản thôi. Ở trong này nó sẽ có một bộ dây cắm này. Đấy, đây nó sẽ là cái chân cổng USB nhá. Với những xe nào mà anh em mà cái có cái chân tai xi nhá, thì anh em chỉ cần cắm chuyển đổi cái này thôi. Đấy, cắm vào đây chuyển đổi thì nó sẽ thành chân hai đầu cổng tai xi. Đấy, mình cắm vào đây. Đây, cắm USB vào đây. Rồi, còn đầu còn lại thì mình cắm vào bóc. Đấy, như này là xong. Đấy, này, cho nó vần màn hình lên. Cơ bản là nó sẽ sử dụng nguyên tất cả cái tính năng zin của xe luôn, nên là không cần phải cài đặt gì cả. Đó, anh em có thể mua về anh em tự lắp được. Đấy, xác nhận.
Thì khi mà cắm bóc này, nó báo nguồn này, anh em sẽ chờ trong khoảng 30 giây đó, để nó kích hoạt cái tính năng Apple CarPlay. Đó, anh em có thể thấy. Và màn hình nó bắt đầu khởi động. Và đây là khởi động lần đầu nên nó sẽ tắt đi và nó khởi động lại nhé. Nó sẽ reset để nó khởi động lại. Thì nó sẽ tương thích với nó reset lại để nó tương thích với cái màn hình nguyên bản của xe. Đó, thì tất cả dòng xe đều có thể sử dụng được, có tính năng Apple CarPlay là mình sẽ có thể lắp đặt được. Khi mà khởi động lên lại thì cái chữ đây đang đọc thiết bị USB này. Đó. Cái này nó nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào cái tốc độ đọc dữ liệu của cái hệ điều hành Zin của màn. Rồi, đây là giao diện hệ điều hành Android luôn này. Đấy, các bạn thấy đúng không ạ? Đấy, có bản đồ S1 này. Có cảnh báo tốc độ nha các bạn nhé. Đấy. Tốc độ đi quá tốc độ nó báo ở trên này luôn. Đấy, và mình có thể ra lệnh động nói trên này luôn. Đấy anh em ạ, sau khi mà kết nối thành công này thì mình có thể nghe nhạc YouTube các thứ này. Đó, đầy đủ đúng không? Đấy, anh em có thể điều khiển âm lượng ở đây được hết này. Đấy. Đây nhá. Kho giải trí thì bất tận luôn rồi. Đây. Giao diện anh em muốn sử dụng ứng dụng gì thì anh em có thể vào đây. Đó, mình có thể vào cửa hàng Play này. Đấy, để tải ứng dụng về nhá. Đó. Đây có bản đồ Navitel này, cảnh báo tốc độ này. Đấy. Google Map như trên điện thoại luôn này. Đấy, đây. Map như trên điện thoại này. Đấy, và có bản đồ Vietmap S1 có cảnh báo tốc độ luôn. Đấy, khi xe mình chạy đến đâu thì nó sẽ báo tốc độ đến đấy này. Đó. Và quá tốc độ sẽ báo cảnh báo tốc độ trên này nhá. Nên anh em không sợ bị lo phản nguội nữa rồi. Đó. Anh em nào mà đang sử dụng dòng xe, đặc biệt là xe đời mới này mà có hỗ trợ Apple CarPlay nhá, mà anh em muốn giữ cái màn hình zin như này. Đấy, không ảnh hưởng gì đến thay thế màn hình thì anh em có thể tham khảo bóc, hoặc là anh em muốn trải nghiệm trực tiếp thì anh em hãy qua Acala Thái Nguyên anh em nhé. Đây là một cái màn hình nguyên bản của chiếc xe Mitsubishi X-Force này, các bác có thể thấy này đúng không ạ? Đấy, bây giờ để làm sao mà sử dụng được bản đồ trên cái màn này đúng không? Đây, các bác chỉ cần thao tác chạm đây thôi. Đấy, đơn giản, có YouTube ngay đúng không? Đấy, có YouTube chạy ẩn ngay trên này luôn. Đấy, bản đồ giao diện các bác có thể đi bản đồ Navitel này đúng không? Đấy, hoặc là có thể sử dụng Vietmap S1, hoặc là các bác muốn Vietmap Lite thì các bác có thể cài đặt phần mềm Vietmap Lite vào đây nhá. Đấy, đây. Đấy, có bản đồ khi các bác di chuyển nơi đâu có cảnh báo tốc độ lên đấy. Đấy, ngoài ra mình có thể sử dụng phím khiển giọng nói trên này thôi. Đó. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap S1. Đấy. Các bác sử dụng như này có phải là quá là đơn giản rồi đúng không ạ? Đấy. Không cần phải thay màn hình Android nhé. Chỉ cần sử dụng, các bác chỉ cần lắp một cái bộ Android Book như này. Đây. Cắm cổng đây. Đấy. Mình để vị trí này là xong. Đơn giản. Các bác quá là dễ dàng luôn đúng không ạ? Đấy. Giao diện đẹp không? Đúng không? Các bác muốn về màn hình Zin thì chạm đây cái xong. Đây là chế độ màn hình Zin luôn rồi. Đấy. Quá là tiện luôn. Bác nào mà muốn trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thì các bác hãy qua Acala các bác nhá. Anh em chào mừng anh em đến với Acala Thái Nguyên. Thì hôm nay anh em đây là chiếc xe điện VinFast VF5. Thì cái màn hình của chiếc VinFast thì vẫn là màn hình zin của xe, thì hệ thống giải trí hầu như là vẫn chưa có cái gì. Như này chị bên em có nghe đây chắc là cái chiếc VinFast VF5 đầu tiên Thái Nguyên nâng cấp màn hình Android. Đây anh em thấy đây. Với chiếc màn hình này, to và rộng so với màn hình nguyên bản thì to hơn rất là nhiều. Đấy. Bộ màn hình này sẽ hỗ trợ kết nối với lại cam 360. Đấy, là màn hình này cam 360 luôn ạ. Màn hình Android thay thế vào hệ thống nguyên bản của xe, cảm giác zin hoàn toàn cho xe. Đây sau đây thì kỹ thuật của em bắt đầu sẽ thi công và lắp đặt lên chiếc xe này. Và anh em sẽ chờ đón cái thành quả sau khi lắp đặt. Vâng. Và đây là sau cái thợ kỹ thuật bên em đã thi công xong thì trước màn của VF5 đã tháo ra và cắm giác toàn được tháo ra toàn bộ. Và cái chiếc màn hình Android đã được cắm zin theo xe. Đây anh em, anh cameraman giúp em ấy. Đây chiếc màn hình VinFast đã được độ vào với vị trí zin của xe. Anh em có thể thấy so sánh với hai cái màn hình của Vin này rất là nhỏ
và nhìn cũng cái độ thẩm mỹ cũng không được cao. Còn màn hình thay xe, thay cho xe thì là màn hình vuông giống như các bản của VF8 hoặc là VF9. Đặc biệt những cái tính năng ra lệnh giọng nói, phím khiển vô lăng đều giữ nguyên. Đồng thời chiếc màn này sẽ trang bị đó là một bộ cam 360. Đây, anh em thấy đây này, một chiếc mắt được gắn vào vị trí của gương xe. Mắt thứ hai được gắn vào vị trí của đầu xe. Và bên kia một cái và đằng sau cốp xe là gắn vào vị trí zin. Đây, anh em sẽ cùng nhau trải nghiệm cái bộ cam 360 trên chiếc xe VinFast VM5 bên em mới lắp đặt đây. Đấy. Các tính năng zin của điều hòa, anh em có thể yên tâm là có thể chỉnh được và hiển thị ngay trên màn hình zin trung tâm đấy ạ. Có điều chỉnh nhiệt độ. Đó. Gió. Gió trong và gió sấy đều có hoạt động bình thường. AC. Ok, gió trong gió ngoài hoạt động bình thường, không ảnh hưởng gì đến hệ thống của xe. Đấy, hệ thống cam 360 hiển thị toàn cảnh sắc nét. Đó. Anh em có thể thấy điểm mù được xóa tan hoàn toàn. Đấy, xi nhan bên trái, bên phải có hình ảnh của cam bên phải rất là rõ nét, sắc nét. Anh em chị em đi có thể thoải mái và quan sát được cái vị trí đằng trước này có đánh lái theo vô lăng. Đấy. Xi nhan bên trái có hình ảnh cam bên trái. Đó. Khi mà về lùi thì có hình ảnh cam bên lùi rất là rộng, có thang đo, có đánh lái theo vô lăng cho chị em. Đó. Sau khi giả lùi thì nó sẽ trở về cam trước cho anh em quan sát được phía trước. Đấy, tính năng rất là hữu ích, ghi hình đồng thời cả bốn mắt xung quanh. Giải trí thì có phần rất là hay so với màn hình zin của VinFast. VinFast thì có thể ra lệnh giọng nói trên cái phần mềm của zin VinFast, còn sau khi thay màn hình Android thì chúng ta có phần mềm ra lệnh giọng nói của Kiki. Đó. Dẫn đường đến sân bay Nội Bài bằng Navitel. Ok, sẽ sau khi ra lệnh giọng nói thì chiếc màn hình sẽ tạo lộ trình và mở bản đồ của Navitel. Có hiển thị cảnh báo tốc độ và những cảnh báo liên tiếp ở lân cận nó sẽ hiển thị ở bên góc phải màn hình cho anh em lái xe rất là an toàn. Và có thể là mình sẽ biết được trước những cái gì sắp sửa việc gì xảy ra. Đây, có hai hiển thị tốc độ đấy. Đồng thời có một cái rất hay đó là khi mà trang bị trước màn hình này thì nhà có mà có trẻ con thì sẽ có cái tính năng giải trí trên YouTube. Đấy. Mở video Doraemon. Không phải không chỉ riêng là một chiếc xe nữa mà đưa cả cái thế giới giải trí lên chiếc xe của mình cho trẻ, cả gia đình mình. Đó. Anh em có nhu cầu nâng cấp lắp đặt màn hình cho xe điện VM5 thì hãy qua Acala Thái Nguyên để lắp đặt và trải nghiệm sản phẩm. Xin chào tất cả anh em. Wow, một cái câu hỏi mà em rất hay thường gặp đó là anh em hay bảo cái màn hình của anh xịn lắm, màn hình của anh nhiều tính năng lắm mà anh không cần phải thay màn hình đâu. Đây là gặp một anh ấy, chủ anh ấy lại mua ngoay một cái màn hình ở trên mạng về đây này. Đây cái màn hình WinK này, thật ra là cũng người ta cũng đã thay qua rồi. Đấy, và để lắp lên chiếc xe i10. Nhưng mà anh em có thể thấy là cái dòng đời này là cái dòng của hai din của Toyota nhé. Thì chỉ lắp được cho dòng Toyota thôi. Và cái đầu này người ta đã thay ra rồi, là cái đầu này nó chỉ để không có tính năng gì nhiều. Với như hồi xưa thì có nghe đĩa, bây giờ anh em đâu có nghe đĩa đúng không ạ? Thứ hai là nghe USB và nghe bằng thẻ SD. Thì bây giờ cái này thật như là ra là bây giờ không ai còn dùng cái này nữa rồi. Đấy. Còn lại thì cái màn hình nguyên bản của chiếc xe i10 này đó là màn hình CD. Đấy, thì thật ra cái màn hình CD thì gần như là không có tính năng gì. Đấy, nó chỉ có nghe FM này, FM, AM này. Và chắc sẽ có cả USB thì cắm ở trên xe. Đấy, thì đấy, mỗi nguyên bản nó chỉ có như thế này thôi. Thì anh em bảo cái tính năng gì, có tính năng gì. Đường xá thì bây giờ thì rất là đông đúc. Và thứ hai là anh em mà ra ngoại tỉnh ấy, rất dễ một cái trường hợp đó là gặp phải cái gì hạng bắn tốc độ. Đấy, anh em không để ý được hết các cung đường thì anh em lên ngay cho mình một chiếc màn hình Android. Đây, các bạn có thể thấy đấy ạ. Đây, em đang lắp cho cái chiếc màn hình chiếc xe i10, đó là cái thương hiệu của màn hình của WebVision, đó là mã WebVision X6. Đấy, trên chiếc màn hình này thì lắp cho chiếc xe sẽ là màn hình 9 inch như này, màn hình to và đẹp như này. Đấy, cái độ sắc nét nó sẽ rất là cao và đồng thời nó sẽ hỗ trợ có cả cam hành trình và cam lùi cho anh em. Đấy, anh em khi mà lùi anh em nhìn thấy cái vật cản phía sau, có cam hành trình cái hình phía trước để anh em có thể di chuyển trên mọi cung đường, là anh em có thể đảm bảo cho mình là những cung đường nó an toàn hơn. Và thứ hai là con này nó sẽ giải quyết cho anh em những cái vấn đề như cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông. Ở trong này nó có thể có những cái phần mềm cảnh báo tốc độ cho anh em rồi, và anh em khi lắp cái bộ màn hình này vào ấy thì
anh em đi xa đi đường thoải mái và hệ thống giải trí sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bàn được lắp vào cái vị trí zin của chiếc xe này, tháo bỏ cái hệ thống màn zin ra và thay vào đó là một hệ thống màn hình Android to hơn, đẹp hơn và chế cho chiếc xe thẩm mỹ hơn. Mà cái bộ màn hình này thì cái chi phí nó rất là hợp lý, anh em chỉ cần bỏ ra hơn 4 triệu là anh em đã sở hữu ngay cái bộ màn hình này rồi. Còn lắp đặt ở đâu ạ? Khi mà anh em lắp đặt màn hình, em nhớ ngay đến Akala Thái Nguyên anh em nhé. Bác phải bỏ ra vài triệu đồng để các bác nâng cấp, lắp thêm cho mình một cái cam hành trình ghi hình phía trước đó, ví dụ như cái cam này, cái cam 70 mai này, đúng không ạ? Và các bác có thể thấy là cái hình ảnh cái màn hình nó rất là nhỏ, đúng không ạ? Đó, rất là nhỏ và nó chỉ ghi được cái nguyên cái màn phía trước này thôi, không có xem được phía sau hoặc hai bên sườn, đúng không ạ? Đó thì bây giờ có giải pháp cho các bác, đó là các bác sẽ có kèm thêm một cái màn hình. Đấy, màn hình to như thế này và mình sẽ có kèm cả cam trước cam sau, đúng không ạ? Đấy. Thì cái này nó sẽ có cho các bác lựa chọn, nếu mà các bác nâng cấp màn nhá, thì nó có hai loại màn hình trên thị trường, đó là màn hình Android thường và màn hình liền cam 360 đó. Thì với màn hình thường thì các bác có thể tích hợp được cái cam lùi đấy, hoặc cam hành trình tích hợp vào màn Android luôn đó. Còn với cái màn mà em giới thiệu với các bác đây, đây là cái màn hình liền cam 360 của thương hiệu Dragonai này. Đấy, với công nghệ hiện công nghệ mắt cam mới nhất là 3.5D đó, cho các bác trải nghiệm đây đó. 3.5D nó sẽ có một cái sự khác biệt, đó là các bác có thể nhìn thấy tất cả những cái khung hình ở đây nhé. Đó, bình thường khi các bác cam thường ở chế độ 2D hoặc 3D thì cái này nó sẽ cong này, nhưng mà khi mà cam 3.5D thì cái ví dụ cái hàng cây hoặc cái cột điện đằng trước này các bác này, đấy, đây là hình mô phỏng nhé, thì nó sẽ thẳng này, đúng không ạ? Đó, thì khi các bác vào lùi này, đó, khi các bác vào lùi nó sẽ thể hiện hết tất cả những cam lùi ở phía đằng sau cho mình này. Đó, có kèm luôn cả hai mắt của cái hai lốp đằng sau luôn. Đó, đằng trước cũng tương tự như vậy. Đó, khi các bác trả số thì nó sẽ hiển thị cam trước cho mình. Các bác xi nhan bên nào thì nó sẽ hiển thị cái lốp ở bên đấy để mình căn lề hoặc là vào những cái ngõ hẹp, đúng không ạ? Đó, rất dễ dàng cho mình này. Và khi các bác đã lắp nâng cấp cái màn hình liền cam 360 thì các bác coi như là các bác không phải sử dụng đến cái cam hành trình này nữa. Đó, tại vì sao em lại nói như vậy? Đó là cái cam này nó sẽ ghi hình luôn cả bốn mắt cam xung quanh xe luôn. Đây, các bác có thể thấy đây nó sẽ là ghi hình bốn xung quanh xe luôn nha các bác nhé. Đây, đó, khi mà nó ghi hình như thế này thì các bác coi như là cái cam này chẳng có tác dụng gì, đúng không ạ? Đó, bởi vì sao? Khi các bác nâng cấp cái màn này, nó đã ghi hình được cả bốn xung quanh xe mà cam này chỉ ghi phía trước thôi. Đó, chỉ ghi hình phía trước thôi. Đó, với cái cam 360 này thì các bác có đầy đủ tất cả các bản đồ. Đó, gần như là các bác muốn cài bản đồ nào có bản đồ đấy, đúng không ạ? Bản đồ Google Maps này, thay thế luôn trên điện thoại này. Bản đồ có cảnh báo tốc độ này, offline luôn này. Đấy, đây là bản đồ Navitel nha các bác nhé. Đó, ở đây thì sẽ có bản đồ Vietmap S1 bản quyền trọn đời này. Đấy, ra lệnh giọng nói Kiki này. Đấy, tất cả mình có thể sử dụng phím vô lăng này ra lệnh nhé. Đó, điều khiển rất là đơn giản luôn. Đó, bác nào mà đang muốn nâng cấp lên cam hành trình, đó, thì các bác hãy tham khảo ngay cái màn Android này các bác nhé. Đó, màn Android thì bây giờ nó cũng giá cả cũng rất là hợp lý và có rắc cắm zin cho tất cả các dòng xe rồi các bác ạ. Đó, thì bác nào mà đang lăn tăn về màn hoặc là cam hành trình thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên, địa chỉ tại 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên các bác nhá. 78 củ thì lắp màn hình Android gì anh em ơi? Với cái tầm tài chính 78 củ thì nếu mà anh em lắp camera màn hình liền camera 360 thì cấu hình thì nó chưa được cao lắm. Nhưng mà nếu mà với cái tầm tài chính 78 củ thì anh em trang bị được ngay một bộ màn hình Android nhá, với cấu hình gọi là chip 8 RAM 4GB ROM 64 sử dụng siêu mượt mà, đầy đủ các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí trực tuyến trên YouTube này. Đây, YouTube đây. Đấy, bản đồ dẫn đường có cảnh báo giao thông, bản đồ Vietmap S1 này. Đây, bản đồ cảnh báo giao thông đây, hỗ trợ cho anh em đi trên các cung đường xa rất là tốt. Đấy, đây là Google Map này. Ngoài ra thì có cả có phần mềm giọng nói Kiki này, điều khiển thao tác các cái núi rảnh tay trên vô lăng này. Và có thêm CH Play thì cho anh em tải thêm tất cả các ứng dụng trên CH Play nhá. Đấy, các kênh vô tuyến thì đầy đủ cả, sử dụng rất là mượt mà.
mà chưa đến trụ cũ đâu, với tầm tài chính chỉ 7-8 cũ thôi. Và con này thì còn có cả cái... Nhiều bác cứ bảo là sử dụng xe dòng xe Vin này không thay thế được màn hình. Thứ hai là những cái màn hình mà những xe Zin nguyên bản này, màn hình mình nên để nguyên đúng không ạ? Đó. Thì hôm nay có chiếc xe VinFast Lux SA này đã qua bên em để nâng cấp một chiếc màn hình 13 inch cho lên xe nha các bác nhé. Rồi các bác mời các bác lên xe xem là cái màn 13 inch liền cam 360 này thì nó có cái gì, điều gì đặc biệt nó hơn những cái màn hình Zin như thế nào nha các bác nhé. Đó, mời các bác lên xe. Đó, như các bác có thể nhìn thấy đây là cái giao diện màn hình này. Và cái màn hình Vin thì bình thường nó là màn Tesla dài như này đúng không ạ? Đó. Thì các bác sẽ không có cửa gió điều hòa ở đây. Đó, điều hòa mình bây giờ nó có thêm điều hòa chỉnh cơ này. Đó. Các bác sử dụng cái này rất là hay. Bình thường khi mà trên dòng Vin ấy thì các bác sử dụng điều hòa cảm ứng đúng không ạ? Đó, thì nó sẽ xảy ra vấn đề khi mà có thể trường hợp nó bị lỗi cảm ứng hoặc là ở cái vùng điều hòa các bác không sử dụng được, không bấm được phím thì rất khó điều chỉnh. Nhưng nhá, tích hợp thêm cái màn này nó đã sửa lỗi được cái lỗi đấy luôn rồi. Đó, thì ở đây các bác vẫn có thể sử dụng đây. Một cái giao diện màn hình rất là đẹp. Đó, một cái giao diện màn hình rất là đẹp nhá. Cái giao diện màn hình rất là đẹp này. Thứ hai nữa là các bác vẫn có thể sử dụng thích cảm ứng điều hòa đúng không ạ? Các bác điều chỉnh ở trên này. Đây. Đúng không? Hai vùng đồng lập khác nhau này. Đấy. Các bác vẫn có thể điều chỉnh ở trên này được luôn nhá. Đó, tất cả chức năng điều hòa như nguyên bản các bác điều chỉnh ở trên này hết. Đó là bác nào thích dùng cảm ứng thì mới sử dụng ở trên màn này luôn. Thứ hai là các bác có thể đây. Các bác thấy phím ở dưới này đúng không ạ? Đấy, nó hiển thị nhiệt độ này. Hai vùng đồng lập này. Đây, ví dụ các bác bấm vào đây một lần này, mình có thể điều chỉnh được nhiệt độ lên xuống nhá. Nhiệt độ điều hòa này. Bấm thêm lần nữa này. Đây mình có thể điều chỉnh gió nhá. Thì ở trên này nó cũng hiển thị này. Đấy, các bác để ý này. Đúng không ạ? Đó. Đây mình có thể tắt nó đi này. Bấm thêm ra lần này. Đó, thì ở đây nhá, cái nút bên phải này các bác xoay này. Đấy, tăng giảm âm lượng này. Đó. Ngoài ra các bác không cần phải chạm vào trên vô lăng này. Đó, ví dụ nếu bác nào mà thích ví dụ mình đi một mình thì mình có thể tăng giảm âm lượng ở trên vô lăng này. Đó, bấm tăng giảm âm lượng hoặc là tắt âm lượng ở trên vô lăng này đường luôn nhé. Ngoài ra thì tích hợp sẵn cái nút giọng nói vào đây. Rồi, các bác chỉ cần chạm vào đây thôi này, chạm nút giọng nói. Chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap. Đó, khi màn hình thì các bác chỉ cần chạm và các bác ra lệnh giọng nói là nó sẽ mở bản đồ cho mình nhé. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Navitel. Cái bản đồ này, cái màn này tích hợp cái bản đồ là ứng dụng Vietmap Line nên là mình đây, Vietmap Line nó sẽ hiển thị ngay ở trên góc trái trên này luôn này. Đấy, các bác có thể di chuyển đây. Các bác chạm vào là nó sẽ phóng to những cái ứng dụng màn hình bản đồ này ra nhé. Còn bây giờ em sẽ quay lại cái bản đồ Navitel nha các bác nhé. Đó, lúc em vừa ra lệnh bản đồ Navitel đúng không ạ? Đây, các bác chạm vào đây này, là bản đồ Navitel này. Hoặc là bác nào muốn đi Google Maps đúng không ạ? Đây, các bác chỉ cần bấm vào đây thôi. Đi đến bến xe Mỹ Đình bằng bằng Google Maps. Đó, các bác có thể thấy là nó sẽ hiển thị cho mình bằng mở bản đồ bằng ứng dụng Google Maps luôn đúng không ạ? Cái màn hình zin nguyên bản của xe Lux A và Lux SA sẽ không có những cái chức năng như thế này đúng không các bác? Đó, thì khi mà các bác đi sử dụng, mình đi đường tỉnh mình cần có cảnh báo tốc độ thì không có được. Đó. Và cái điều đặc biệt khi mà các bác thay thế một cái màn hình này đó là nó có cái phần cam 360 ở đây. Đây, các bác có thể thấy nhá. Cam 360 này. Đây, cam 360 rất là sắc nét luôn đúng không ạ? Ví dụ như chiếc xe này là chiếc xe Lux SA thì cái xe nó đã to rồi nên là cái khoảng sáng và cái điểm mù của nó sẽ nhiều hơn đúng không ạ?
Ví dụ như xe này là xe bản bay, không có trang bị cam hai bên lề đúng không ạ, cam hai gương thì các bác chỉ có cam đằng sau và cam phía trước thôi đó. Nhưng mà chiếc xe này sau khi nâng cấp màn này thì sẽ có một bộ đầy đủ 4 mắt cam trước, sau và hai bên gương đó. Thì khi mà các bác này mình vào lùi này các bác này, đó các bác có thể thấy đây là toàn cảnh phía sau xe này đó, và mình có thể mô phỏng được hình bên này luôn đấy. Các bác đánh lái này, nó sẽ có cái đường cua theo góc lái, các bác có thể biết trước được là xe mình đang đi về hướng nào luôn đúng không ạ, đó và hướng của xe mình đi hướng nào. Thứ hai nữa là khi mà mình gạt xi nhan đó, xi nhan thì xi nhan thì các bác có thể biết được là à cái lốp bên tay trái và bên tay phải của mình, ví dụ các bác xi nhan này đó, mình xi nhan sang bên này, mình muốn leo lên lề vỉa hè đúng không ạ. Đây ví dụ ở đây nếu mà mình không nhìn thấy đúng không ạ, ví dụ nó em đi vào sát cái cột này đúng không ạ, đấy các bác có thể quệt gương hoặc là quệt xe khác đúng không ạ. Nhưng mà cái này nó rất là tiện đây, ví dụ trường hợp mà bác nào mà muốn đi qua cái khu vực mà hẹp cả hai bên đó, mình chỉ cần bấm như này là mình di chuyển xe nó rất là an toàn luôn đúng không ạ. Đó. Màn và chiếc màn này là màn 13 inch nha các bác nhá, 13 inch lên xe nó như một cái iPad này ốp trên này, nó cái không gian màn hình trung tâm này nó vừa với kích thước của xe, nhìn xe nó sang trọng hơn hẳn này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể điều mở ứng dụng, các bác cần bản đồ này hoặc là các bác muốn nghe nhạc này đó, thì mình có thể chia đôi màn hình đấy, thì ở đây các bác vừa nghe nhạc được này, mình vừa có bản đồ chỉ dẫn đường này đó. Khi các bác chạy đường dài đúng không, sử dụng những cái chức năng này ở trên xe rất là tiện luôn, và mình chỉ cần ra lệnh giọng nói trên này thôi, các bác chỉ cần chạm trên này thôi đó. Cái này khi mà tích hợp màn Android lên xe nhá, thay thế màn nguyên bản, các bác sẽ được nhiều tính năng hay ho và xịn hơn. Chứ nhiều bác cứ bảo là giữ nguyên thì các bác chỉ có mỗi cái màn hình nó chỉ có ánh sáng thôi, gần như là chả có chức năng gì cả. Các bác cần bản đồ thì mình lại phải mua thêm một cái giá đỡ điện thoại, các bác kẹp điện thoại ở trên này đúng không ạ. Đấy. Còn cái này các bác tích hợp hết vào trong một cái màn hình này luôn. Đó, mình sử dụng rất là tiện luôn. Đấy, bác nào đang quan tâm sản phẩm dành cho cái dòng xe VinFast Lux A và Lux SA, các bác có thể qua trực tiếp Acala, địa chỉ tại 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên các bác nhé. Hello anh em. Ở trên màn hình anh em đang nhìn thấy đây là chiếc màn hình của VF5, nhưng nó không phải là màn zin mà là màn hình thay thế rồi. Đó, màn zin của nó đây anh em. Đó, màn zin thì nó sẽ nhỏ thôi. Và gần như nó chỉ cắm một cái jack, gần như là chả có tính năng gì cả luôn. Đó. Và màn zin thì không thể sử dụng Android box, anh em muốn sử dụng cũng không sử dụng được. Đó, để giải trí các thứ anh em không dùng được. Đó, còn nhưng khi mà anh em đã lên nâng cấp màn Android lên á, đó thì anh em có đầy đủ chức năng giải trí và giữ nguyên zin cho anh em nhé. Đó. Bên này anh em có báo đầy đủ về thông tin và điều hòa. Đó, thông tin xe nguyên bản đều có hết. Và đặc biệt là tất cả tính năng ở đây đều giữ zin hết, và cắm jack cũng đều là cắm jack zin hết nhé, không đấu trích gì cả. Đó. Đảm bảo nguyên siêu cho anh em. Đó. Cái điều đặc biệt nữa là khi mà nâng cấp màn Android ấy, đó, anh em có thể sử dụng đầy đủ tính năng như là khiển vô lăng này, ra lệnh giọng nói này. Đó. Chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng viện Navideo. Cái này là mình đang cho nó đi bằng Google Maps. Đấy, bây giờ mình đi bằng Navideo cho anh em xem này. Đó. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Navideo. Đó, lập tức nó sẽ chuyển sang chế độ bản đồ mà do mình điều hướng cho nó đúng không anh em. Đó. Đây, tăng giảm âm lượng anh em có thể điều chỉnh hết ở trên vô lăng này nhá. Đây. Mở cho anh video nhạc trẻ. Mở video nhạc trẻ remix. Đó. Anh em lái xe lâu thì buồn chán thì có thể nghe nhạc đó, hoặc là có nhà có trẻ nhỏ thì có thể cho xem video khi mà mình lái xe chẳng hạn, để cho trẻ tập trung hơn, bớt nghịch ngợm trên xe. Đó,
rất là tiện. Điều đặc biệt ở chiếc màn hình thay thế này đó là anh em có cam 360 liền màn luôn. Đây. Đó. Anh em đang đi mà cần xi nhan bên phải để căn đường bên phải có ngay. Đó, chỉ cần đá xi nhan bên phải là hiện lên này. Đó. Bên trái là có hình ảnh lốp bên trái luôn. Đấy. Vào số lùi. Đó, lập tức màn chuyển về cam lùi cho mình này. Và có đánh lái cho anh em cả trước cả sau luôn nhé. Đó, mình có thể biết được cái điều hướng được cái bánh xe của mình đang đi ở, đang ở cung đường nào. Đó, đang đi. Điều đặc biệt nữa là cái cảm biến lùi của xe này nó sẽ hiển thị lên trên này luôn. Đó, nó sẽ hiển thị theo bốn xung quanh cái này luôn. Đó, rất là hiện đại luôn. Đó, màn zin chưa chắc đã có đầy đủ những cái tính năng đấy đúng không anh em? Đó. Bác nào mà đang đi VF5 mà muốn nâng cấp màn hình Android hoặc là cam 360 thì các bác có thể liên hệ em Tin hoặc là các bác qua địa chỉ Akala tại địa chỉ số 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nha các bác. Một bộ màn hình Android gần 20 củ thì có gì hả anh em ơi? À, đây là một bộ màn hình liền camera 360 ZX ZX10 cộng. Đấy, bản này là phiên bản giới hạn nhá. Đấy. Đây, phiên bản giới hạn này với cấu hình là RAM 8 128 kèm 360. Bảo hành điện tử, bảo hành 2 năm cho anh em luôn. À, về đầu tiên là về cái thiết kế với cái bộ màn hình này thì nó thật sự là nó thiết kế quá là đẹp luôn. Này, từ cái thiết kế màn này, cái viền này nó sẽ làm mỏng đi, rất thiết kế rất là đẹp. Nó nhìn cái màn nó rất là sang trọng luôn. Thì cái bộ màn này với cái cấu hình cao như này thì sau khi mà lắp đặt xong thì đầu tiên nó là phải có camera 360 này. 360 toàn cảnh này. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy siêu nét luôn. Đấy, xi nhan bên nào sẽ hiện khung hình bánh bên đó và sẽ hỗ trợ ghi hình cả bốn mắt cam cho anh em nhé. Và đây khi mà lắp đặt xong thì mình sẽ sử dụng được các cái tính năng giải trí trực tuyến này. Đây, trực tuyến trên YouTube này. Rất là nhanh đúng không ạ? Cấu hình cao, màn hình siêu nét, cam cũng siêu nét. Ngoài ra thì anh em có thể tải tất cả các ứng dụng trên CH Play. Bản đồ thì có sẽ bản đồ Google Maps. Bản đồ Việt Mã M1 bản quyền có hỗ trợ cảnh báo giao thông. Đó. Hay chưa? Thật sự là nếu mà với cái tầm tài chính gần 20 triệu thì anh nên quan tâm cũng như là nên lắp đặt cái dòng màn hình Android này. Một cái thế hệ mới cũng như là cái công nghệ mới rất là hay, rất là tiện. Và đặc biệt là sử dụng nó rất là mượt mà luôn. Đó. Thì anh em nào cần tư vấn cũng như lắp đặt cái bộ màn hình liền camera 360 ZX10 cộng này thì ghé ngay qua Akala Thái Nguyên là với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá. Đây là chiếc Kia Morning đời 2018 thì em đang tiến hành lắp đặt cho chiếc màn hình Android cho chiếc xe này. Đây anh em thấy đấy, đây là màn hình đã được lắp đặt lên xe, còn đây là chiếc màn hình zin theo xe này anh em này. Đây. Đây chiếc Kia Morning này thì với cái màn hình zin nó sẽ như này anh em nhá. Màn hình là 7 inch và không có hầu như màn hình này chỉ để nghe nhạc trên USB này và đài FM thôi. Thì không có tính năng gì khác nữa. Thì bác chủ đã quyết định qua bên em để thay thế một bộ màn hình Android. Đấy, lắp đặt thì zin cho chiếc xe. Đây là chiếc màn hình sau khi đã lắp đặt xong. Đấy, anh em thấy không ạ? Màn hình to hơn. Với màn hình nguyên bản là màn hình 7 inch và màn hình thay thế sẽ là màn hình 9 inch. Đấy. Và có đầy đủ các hệ thống giải trí dẫn đường, đấy, ra lệnh giọng nói. Đây anh em có thể thấy đấy ạ. Đấy. Giải trí YouTube, về Map S1 này, Navitel và Google Maps. Đấy. Và con này sẽ có hỗ trợ cắm sim 4G và bắt vào wifi, rất là nhiều tính năng giải trí. Đây anh em thấy khi mà cam lùi đây, về cam lùi AHD nét hơn, rõ hơn so với cam nguyên bản, góc rộng hơn. Và bản đồ dẫn đường thì bản đồ dẫn đường có cảnh báo tốc độ cho anh em nhé. Và cái chi phí bỏ ra để mà lắp đặt một cái bộ màn hình này thì rất là hợp lý, chỉ rơi vào từ 6 đến 8 triệu đây anh em đã sở hữu một bộ màn hình Android như thế này rồi. Còn anh em nào muốn lắp đặt màn hình Android hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác. Đây là sau khi mà bên em lắp đặt xong này, các bác có thể nhìn thấy ở trên này, đó là màn hình sau khi mà mình đã lắp đặt này và màn hình nguyên bản của xe này. Nhìn các bác thấy không? Vẫn giữ nguyên nhá. Nhưng mà bây giờ các bác có thể cảm ứng được ở trên màn này, rất là tiện luôn đúng không ạ? Đây.
Bình thường khi màn này thì các bác sẽ không cảm ứng được trên màn, và khi lắp màn Android rồi các bác có thể ra lệnh giọng nói ở trên này được luôn. Cái này em chưa bắt internet cho nó, nhưng mà các bác sẽ có bản đồ để dẫn đường này. Đây, và có cảnh báo tốc độ trên này luôn. Thì các bác di chuyển ở khu vực cung đường nào nó có tốc độ giới hạn bao nhiêu, nó sẽ hiển thị ở trên này và nó có cảnh báo âm thanh ra cho mình luôn. Rất là tiện đúng không ạ? Mình có thể bấm tăng giảm âm lượng, tất cả các phím ở trên này mình đều giữ nguyên zin hết nhé. Khi ở trong giao diện này các bác mà về lùi này, nó sẽ giữ nguyên cam lùi cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà muốn thay đổi nâng cấp lên cái bộ 360 thì mình sẽ thay cam. Còn không thì mình giữ nguyên cái cam lùi này và mình chỉ thay màn này thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Bác nào mà đang sử dụng cái dòng Mazda 3 mà lắp Android Box mà bất cập khi mà đi trên đường mà không cảm ứng được trên màn thì các bác có thể qua Cala Thánh Nguyên để thay thế cái màn Android các bác nhá. Dòng xe mà đời trước ấy các bác, từ dưới đời 2020, 2021 thì nó sẽ có màn DVD đúng không? Còn dưới đời đấy thì nó chỉ là cái màn thường thôi, thì chưa có, các bác chỉ nghe đĩa được thôi. Thì các bác nâng cấp cái màn, ví dụ đây là một chiếc Vios 2018 này. Đấy, thì khi mà mình nâng cấp lên màn Android, nó sẽ là cái màn chính hình như thế này. Và đây là cái viền dưỡng zin của theo xe nguyên bản nhé các bác nhé. Đấy, lên màn này, đấy, các bác sẽ có đầy đủ combo cam lùi này. Vào lùi sẽ hiện lùi và cái khoảng cách, cái này em đang mở cốp. Đấy, các bác có thấy cái góc nó rất là rộng và nó có cam AHD rất là sắc nét. Ở đây thì các bác sẽ có cam hành trình phía trước này. Đấy, ghi hình phía trước nhỏ gọn như này. Còn cái này là cam cũ của bác chủ đã lắp từ trước rồi. Cái này lắp với dán lên này nó sẽ gọn hơn. Đây, các bác có thể xem đây. Đây là cái cam hành trình ghi hình phía trước luôn nha các bác nhá. Đấy, có cảnh báo lệch làn đường, va chạm sớm cho các bác luôn. Đấy, nhắc xe di chuyển. Đấy, có đầy đủ luôn. Các bác xem lại, mình có thể xem lại trên màn hình này luôn. Các bác không cần phải kết nối điện thoại nữa. Đấy, rất là tiện luôn đúng không ạ? Đây, có cả ghi âm luôn. Đấy, đầy đủ. Và một cái màn Android thì không thể thiếu được các chức năng như là bản đồ. Đấy, bản đồ có cảnh báo tốc độ cho các bác này. Nghe nhạc giải trí, điều khiển ra lệnh bằng giọng nói luôn. Chiếc Vios này thì sẽ ra lệnh giọng nói ở trên vô lăng này luôn các bác này. À, thì mình chỉ cần bấm vào đây thôi. Các bác chỉ cần bấm đây thôi. Mở video nhạc trẻ remix. Đó. Các bác chỉ cần nghe, muốn nghe nhạc gì thì mình chỉ cần bấm vào, mình ra lệnh cho cái màn nó hoạt động luôn. Đấy, nó sẽ làm mở cái theo yêu cầu của mình. Đó. Đây. Đi đến sân bay Nội Bài. Đấy. Các bác rảnh tay thì đương nhiên là mình chỉ cần bấm trên này thôi đúng không ạ? Đấy, tăng giảm âm lượng, qua bài, next bài, rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ có bản đồ Google Map này, Việt Map cho các bác sử dụng bằng Navi theo. Đấy, có cả bản đồ online và offline cho các bác sử dụng nhé. Đấy, có cảnh báo tốc độ và cam phần nguội cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà đang sử dụng xe mà chưa có những cái tính năng đấy thì các bác có thể qua Cala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhé. Màn hình liền cam 3.5D á, làm gì có cái công nghệ đấy á. Đấy là hội anh thấy là anh em chưa tiếp cận với cái công nghệ trên thị trường hiện tại rồi. Màn liền cam, anh giới thiệu với anh em, đấy là màn liền cam thì nó sẽ có, màn liền cam 360 nó sẽ có công nghệ đó là 2D, 3D và cái công nghệ 3.5D là cái công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay. Đấy. Thế đây là một cái chiếc màn hình Dragon Eye của 360. Nó sẽ tích hợp cái công nghệ 3.5D. Công nghệ 3.5D có nghĩa là như thế nào? Bình thường như anh em mà lắp những cái cam 2D hoặc 3D ấy, cái hình ảnh khi máy sinh nhan thì nó sẽ cong theo cái hình của cái hình ảnh. Với khi mà cái mắt cam 150 độ thì lên cái ảnh thì nó sẽ bị cong đi. Còn cái con với cái công nghệ hình ảnh Dragon Eye công nghệ 3.5D thì nó sẽ khắc phục hoàn toàn cái nhược điểm đấy. Khi mà sinh nhan cái hình ảnh vẫn thẳng và rộng. Đặc biệt cái dòng màn hình này nó sẽ có một cái công nghệ tiên tiến hơn so với các dòng màn hình khác. Đó là khi mà anh em sinh nhan mà anh em về lùi thì là nó sẽ quay được hai bánh sau. Đây là cái điều đầu tiên mà tất cả các dòng cam 360 trên thị trường hiện nay không làm được, mà chỉ có dòng Dragon Eye này bên em đang lắp đặt cho anh em đây là có thể làm được cái điều đấy. Và với cái chi phí giá thành rất là hợp lý, khi mà lắp một cái bộ màn hình này chỉ hơn 6 triệu anh em đã sở hữu ngay một cái bộ màn hình liền cam Dragon Eye này rồi. Và còn một cái điều nữa, đó là khi mà lắp một cái bộ màn hình liền cam 360 này, nó cả bốn mắt cam thì nó sẽ được ghi hình từ bốn phía cho anh em.
Thì còn bốn mắt cam đấy được lắp ở cái vị trí nào ở đây? Đầu tiên cái vị trí cam sau nó sẽ lắp vào cái phần đuôi xe của xe ở giống y như cái vị trí y nguyên của xe này. Đấy. Còn lại mắt sườn thì đây, anh em thấy mắt sườn sẽ lắp vào hai cái bên gương này. Đấy. Còn lại mắt đằng trước đây, mắt đằng trước sẽ phát lắp vào cái đầu xe để anh em khi anh quan sát ở phía trước khi anh em di chuyển. Còn sinh mắt đằng gương này thì anh em khi anh em sinh nhan gương thì anh em sẽ thấy được toàn bộ cái hình ảnh phía bên trước này. Đấy, và cái vừa rồi em vừa mới nói đấy, khi anh em về lùi thì nó sẽ thấy cái mắt cam gương này nó sẽ hỗ trợ để quan sát được cho hết toàn bộ cái khung cảnh ở phía đằng sau này. Đấy, đấy là một cái điều rất là hay và đặc biệt ở một cái chiếc bộ cam 360 mà tiên tiến trên thị trường với công nghệ tốt nhất hiện nay mà cái giá thành rất là phải chăng cho anh em. Đấy, màn hình như dòng Toyota Vios này thì bên em đang lắp đó là cái dòng màn hình 9 inch hoặc là 10 inch. Đấy, khi khởi động lên thì cái cam nó sẽ quay một vòng như thế kia để quan sát được cái điểm mù cho anh em nhé. Đấy, còn khi mà anh em sinh nhan trái này thì nó sẽ hiện ra hình ảnh camera bên trái, và sinh nhan phải thì nó sẽ hiện ra hình ảnh cam bên phải. Và khi mà sinh nhan như thế này mà anh em về lùi thì nó sẽ quay lại cái cam đằng sau cho anh em. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, đấy. Còn lại ngoài từ cái tính năng cam 360 này thì cái tính năng giải trí thì nó sẽ là giống như tất cả các dòng màn hình trên thị trường hiện nay, có giải trí trên YouTube, có dẫn đường, có ra lệnh giọng nói, có cảnh báo giao thông với đầy đủ tính năng như vậy. Đấy, anh em mà có nhu cầu muốn lắp đặt một cái màn hình như thế này thì hãy đến với Agala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên, địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho anh em. Các dòng xe đều có thể lắp đặt được nha anh em ạ. Giữ zin, dưỡng chuyển zin, tặng rác, tặng dưỡng chuyển zin, tặng USB 32GB, tặng phần mềm dẫn đường. Đấy, hỗ trợ rất là tốt cho anh em để anh em khi mà anh em di chuyển. Đấy, còn chần chừ gì mà anh em không đến ngay địa chỉ em gắn ở bên dưới để qua bên em để trải nghiệm ngay cái màn hình nhỉ. Vâng, cảm ơn anh em. Màn hình liền camera 360, độ màn hình gì, ngon bổ rẻ anh em. Hôm nay giới thiệu cho anh em tiếp một con hàng ngon bổ rẻ nhá. Tại sao nói em lại nói ngon bổ rẻ? Bởi vì hiện tại ở cái phân khúc, ở cái tầm giá mà chưa đến 10 củ, anh em mà lắp đặt cái con màn hình này thì gọi là hết ý hết nước chấm luôn. Thương hiệu ZX, model Z18 360, mắt cam siêu nét luôn nhá, mặt cam siêu nét. Đấy, cấu hình là chip 8 RAM 4GB ROM 32, cam 360 hỗ trợ lái xe cho anh em rất là an toàn và đồng thời ghi hình cả 4 mắt cam nhá. Đấy, các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường, tất cả mọi thứ đầy đủ cả. Bản đồ thì có bản đồ Vietmap S2 hỗ trợ cảnh báo giao thông. Anh em nào mà hay đi đường xa này dùng cái S2 này rất là hay này. Đấy, 50 km/h. Đây là bản đồ Vietmap S2 nhá. Google Map vẫn giữ nguyên, tính năng giải trí trực tuyến trên YouTube. Đấy, ngon chưa? Hiện tại bộ camera màn hình liền camera 360 Z18 đang có cái mức chi phí hoàn thiện lắp đặt chưa tới 10 triệu đồng. Anh em đã sở hữu ngay được một bộ camera ngon, bổ, rẻ và hàng chính hãng anh em nhé. Celato 2018 nâng cấp là màn hình Android, sau khi nâng cấp xong thì sẽ trông như thế nào? Anh em có thể thấy đây là cái màn hình mà sau khi bên em đã nâng cấp cho chiếc xe này. Thì màn vẫn giữ nguyên cái form dưỡng zin của xe luôn nha anh em nhé. Bình thường nhiều anh em cứ bảo là lắp phải là độ chế, nhưng mà màn thì bây giờ nó cảm giác zin hết rồi. Và sẽ có một cái dưỡng chuyển từ cái màn của anh em khoảng 7 inch hoặc 5 inch, hoặc là chưa có màn thì nó sẽ thành cái màn 9 inch, 10 inch tùy theo cái dưỡng và form xe anh em nhé. Ngoài ra thì cắm rác zin nó sẽ giữ nguyên hết tất cả những cái phím vô lăng này, anh em thao tác ở trên này đầy đủ nha anh em nhé, không bị mất đi đâu cả, nên anh em yên tâm. Và anh em sẽ được thêm một cái nữa, đó là cái điều khiển giọng nói rất là thông minh, toàn bộ anh em chỉ cần bấm trên phím này thôi đấy, và khi em đọc ở đây thì nó sẽ hiển thị ở trên này luôn. Đi đến sân bay Nội Bài ngay lập tức là nó sẽ mở cái bản đồ Google Maps. Như bình thường anh em hay sử dụng trên điện thoại thì sẽ sử dụng cái Google Maps này đúng không ạ? Nhưng mà khi mà anh em lắp màn thì có thêm cái bản đồ cảnh báo tốc độ cho anh em đi không lo là vượt quá tốc độ giới hạn nhé. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Việt Map. Anh em đang nghe thấy tiếng gì chưa ạ? Ngay lập tức thì nó sẽ tạo một cái lộ trình cho anh em nhìn trước đến cái điểm mình tới này. Nó cái điểm cắm lá cờ này. Đây, huyện Sóc Sơn đây đúng không ạ? Và nó sẽ tự mở cái bản đồ ra và nó sẽ có hiển thị cái tốc độ giới hạn trên cung đường này. Bao nhiêu mét nữa anh em, rẽ trái, rẽ phải, nó hiển thị ở trên này luôn. Nên anh em đi thêm 200 mét này sẽ có cái tốc độ giới hạn là 60, thay đổi tốc độ giới hạn là 60 này.
rất là tiện luôn cho anh em chủ động đi trên đường, đúng không ạ? Khi mà mình có di chuyển là mình sẽ biết trước được cái khoảng cách cái đường phía trước của mình đến cái điểm bán giới hạn tốc độ ấy là bao nhiêu mét nữa, là nó sẽ hiển thị luôn ở trên này luôn. Nhắc nhở cho anh em trước để chủ động, nên anh em không lo bị phạt quá tốc độ nha anh em nha. Còn anh em muốn nghe nhạc giải trí thì quá là đơn giản rồi, mở video nhạc trẻ remix. Ngay lập tức sẽ mở ứng dụng YouTube và mở cái bài hát anh em yêu cầu ngay, đúng không ạ? Mở camera hành trình. Đấy, đã mở ngay cái cam hành trình ra cho mình xem luôn rồi. Anh em muốn xem lại, anh em có thể thao tác vào đây là xem lại được toàn bộ cái video ghi hình trên này luôn. Anh em muốn cái xe mình thông minh hơn thì anh em biết ở đâu rồi ạ? Hãy đến với Akala anh em nhé. 2024 rồi anh em ơi. Đấy, 2024 rồi anh em phải chơi những cái bộ như thế này nhá. 2024 thời đại của công nghệ rồi. Đây là một chiếc xe Hyundai Accent, thì bên em vừa hoàn thiện nâng cấp một bộ màn hình nền cam 360. Đây là cái phiên bản ZX10 cộng phiên bản tiêu chuẩn. Đó. Đây hiện cam 360. Đây là cái phiên bản với cái độ phân giải là 2K, phiên bản ZX10 là phiên bản cái độ phân giải là 2K nhé. Rất là nét luôn ạ. Từ camera 360 đến màn hình, cái độ phân giải rất là nét và độ xử lý cũng rất là nhanh. Đó. Người vuốt có thể nhìn thấy nó mượt đâu ạ. Đây là camera 360, em mượt. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Em mượt một chút. Đấy, toàn cảnh xe này nét căng luôn ạ. Xi nhan bên nào hiện khung hình bánh bên đó, và ghi hình cả bốn mắt. Đó, hay chưa? Vẫn đầy đủ các cái tính năng là nghe nhạc, xem phim giải trí, bản đồ dẫn đường, có Google Maps, có Navi theo, có Việt Mã M1 bản quyền, hỗ trợ cảnh báo giao thông và phần mềm giọng nói Kiki. Đấy, 2024 rồi anh em nên nghiên cứu và lắp đặt cái bộ màn hình này nhá. Và giá hiện tại đang có chương trình ưu đãi rất là tốt, chỉ với hơn 10 triệu đồng thôi anh em đã hoàn thiện lắp đặt một bộ màn hình nền camera 360 siêu nét siêu ngon. Hôm nay bên em lại lên cho chiếc VinFast Paladin một cái bản đó là cam 360, màn hình nền cam 360 khủng nhất hiện tại, và cái cấu hình là cao nhất hiện tại hiện nay là RAM 4 và ROM 64 với chip Qualcomm. Đấy, cái chip ra này chip cao nhất hiện tại. Đấy, với cái cấu hình rất là mạnh mẽ và công nghệ cam là đi đầu thương hiệu hiện nay đối với công nghệ, đó là công nghệ cam 3.5D với thương hiệu là Dragon Eye. Thế đây, hôm nay chia sẻ cho các bác, cái thường thì các bác cũng bảo hỏi là lắp cam thì có khoan gương khoan biết như thế nào thì có đủ cái độ thẩm mỹ hay không. Thì đây là trên tay của em đây đang là hai cái chiếc gương của chiếc VinFast Paladin. Thì cái khoan gương ấy thì anh em có thể thấy đấy ạ. Thì làm sao khoan được cho nó đúng vào giữa vào cái này, và anh em không ảnh hưởng đến cái phần chỉnh mặt gương này, và nó tạo độ thẩm mỹ và cái đều nhất, để khi mà anh em xi nhan anh em sẽ nhìn được thấy đều hết cả hai bên, và khoan nó thẩm mỹ làm sao thẩm mỹ nhất. Đấy, dây rất đi gọn gàng. Đây là hai cái mắt cam gương, đây là đã khoan xong. Đấy, anh em thấy không ạ, rất là đẹp và thẩm mỹ đúng không ạ. Còn dây rước sẽ đi vào hết hệ thống dây nguyên bản này, sẽ không ấy à. Anh em hệ thống cục gương cục rước nó vẫn sẽ hoạt động như bình thường anh em nhá. Đấy là cái điều anh em thắc mắc. Còn lại cam trước thì lắp vào vị trí phần đầu xe, nếu như cái dòng xe mà có logo như Toyota, Honda, Nissan, Hyundai thì nó sẽ có rước dành riêng cho những dòng xe đấy, và cam sau sẽ lắp vào vị trí cam đầu zin của chiếc xe. Đấy, tạo thành bốn mắt cam ghép vào như vậy thì anh em sẽ tạo được cái mô phỏng 3.5D cho anh em khi anh em di chuyển xi nhan trái, xi nhan phải về cam tiến, thì nó sẽ hiển thị hết toàn bộ, xóa tan mọi điểm mù cho anh em để anh em có một cái góc nhìn tốt nhất. Và đồng thời nhá, với cái bộ cam này nó sẽ là cam ghi hình đồng thời cả bốn mắt cho anh em, nên anh em sẽ không cần phải lắp cam hành trình nữa, mà nó có một cái bộ cam hành trình ghi hình đồng thời cả bốn mắt cho anh em, rất là thuận tiện anh em di chuyển đỗ xe hoặc di chuyển trên đường thấy được mọi vật cản xung quanh, và thứ hai là khi mà có cảm phải ra va chạm thì anh em đã có bằng chứng cho mình để di chuyển. Cảm ơn anh em. Các bác nào đang sử dụng chiếc xe Mazda 3 từ đời 2020 trở lại đây, đây trên tay em đây là chiếc màn hình zin của nó. Màn hình nhìn rất là đẹp nhưng mà không có cảm ứng ở trên màn. Với dòng này thì các bác khi mà các bác lắp đặt Android Book ấy, các bác rất khó sử dụng. Và bác chủ đã qua bên em để nâng cấp cái màn Android, thay thế màn Android liền cam 360 luôn các bác nhé. Đây là màn zin, còn các bác có thể nhìn thấy cái màn Android này.
lắp nguyên zin dành riêng cho Mazda các bác nhé. Tất cả là đều cảm giác hết này và chuyển đổi giữ nguyên hai hệ điều hành. Các bác vẫn có hệ điều hành Mazda Connect giữ nguyên ở bên này. Đó, các bác có thể thấy cái giao diện của bên Mazda Connect này. Và điều đặc biệt là mình sẽ có hệ điều hành Android chạy song song. Với chiếc màn này thì các bác khi mà các bác xi nhan này, bên trái, bên phải này, tầm quan sát góc rất là rộng luôn, vào lùi đây, quan sát toàn cảnh luôn, có đánh lái luôn này. Đấy. Thì các bác khi mà kể cả là đặc biệt là chị em phụ nữ mà sử dụng cái dòng xe này với cái điểm mù nó nhiều ấy, thì các bác lắp cái cam màn liền cam này vào, các bác không lo vấn đề là mình có thể va quẹt nữa. Đặc biệt của cái màn này nữa đó là nó sẽ ghi hình 4 cái mắt cam và ghi hình nó sẽ lưu lại hình ảnh của 4 mắt cam xung quanh xe luôn các bác nhé. Nó sẽ có một cái thiết bị lưu trữ đây, USB lưu trữ ở trong này luôn. Với khi mà các bác nâng cấp màn Android lên rồi thì các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Đây, các bác chạm tay đây, mở video nhạc trẻ remix. Ngay lập tức thì cái màn nó đã mở ngay cái ứng dụng YouTube lên và sẽ mở cái bài nhạc theo cái yêu cầu của mình. Ở đây thì cái sim này em lắp thì cái mạng của em ở đây nó hơi yếu một tí. Nó chưa kịp loát dữ liệu. Các bác có thể tìm đường cũng tương tự. Chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap. Đấy các bác thấy không? Với cái màn zin thì các bác không thể điều khiển thông minh như thế này. Nhưng mà khi các bác nâng cấp lên màn Android thì các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói là màn hình nó sẽ tự động tạo những cái lộ trình và làm theo cái yêu cầu của mình. Các bác chỉ cần nói thôi, chỉ cần ra lệnh cho cái màn thôi. Nâng cấp màn Android thì sẽ trở nên làm cho cái xe của mình trở nên thông minh hơn. Bác nào mà đang sử dụng cái dòng xe Mazda 3 mà không cảm ứng được trên màn thì các bác có thể qua Agala để nâng cấp lên màn Android các bác nhé. 24 lắp màn hình Android 2K gì hả anh em? Hiện tại thì đã là 2024 rồi. Cái công nghệ hiện tại cũng rất là nhiều công nghệ mới dành cho xe ô tô và thiết bị lắp đặt trên xe ô tô. Thì hôm nay em lại giới thiệu lại một cái bộ màn hình liền camera 360 với cái độ phân giải là 2K, 2K là trên màn hình nhé. Cam 360 ở bộ này thì cũng là siêu nét luôn. Ở đây là cái model ZX10 cộng phiên bản giới hạn của thương hiệu ZTEC. Anh em nhìn thấy không? Cam siêu nét nhé. Đó. Thì cũng như một số phiên bản khác thôi. Ở phiên bản này thì là các cái tính năng như nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường vẫn đầy đủ cả. Nhưng mà cái đặc biệt hơn nó là cái độ phân giải 2K. Và cũng như là con này nó có thêm một cái nữa là giám sát xe từ xa nhé. Giám sát xe từ xa. Đó. Độ phân giải con này là 2K. Cực kỳ nét. Với cấu hình là chip 8 RAM, RAM 8GB ROM 128 thì sử dụng siêu mượt luôn. Đó, siêu mượt. Anh em thấy tốc độ xử lý nhanh không? Ở đây là một cái bộ màn hình liền camera có lẽ là đáng lắp, là bộ màn hình liền camera 360 có lẽ là đáng lắp nhất 2024 đến thời điểm hiện tại anh em nhé. Anh em nào đang quan tâm cũng như tham khảo lắp đặt màn hình liền camera 360 thì em mời anh em tham khảo cái ngay cái model ZX10 cộng phiên bản giới hạn. Màn hình liền camera 360 độ loại gì hả anh em? Hôm nay em đã giới thiệu cho anh em một con hàng màn hình liền camera 360 ngon bổ rẻ. Tại sao em lại nói ngon bổ rẻ? Bởi vì là đây là một bộ màn hình liền camera 360 thuộc thương hiệu ZTEC và model là Z18 360. Đó. Con này thì camera 360 siêu nét nhá. 360 siêu nét này. Đấy, nhìn thấy cả lông chân luôn. Các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường, tất cả mọi thứ đầy đủ cả. Có thêm bản đồ hỗ trợ cảnh báo giao thông giúp anh em đi các tuyến đường xa rất là yên tâm, không lo là ăn phạt nguội hay là quá tốc độ nữa nhá. Đây, bản đồ Vietmap S2 rất là ngon.
tính năng nghe nhạc, xem phim giải trí trực tuyến kết nối qua wifi hoặc sim 4G, bản đồ Google Map. Đó. Đây, giải trí. Cái này thì mạng em nó hơi chậm một chút thôi. Các cái phím trên vô lăng này vẫn giữ nguyên nhá. Đó, sử dụng rất là tiện lợi và tặng thêm cho anh em cái phần mềm ra lệnh giọng nói nữa nha anh em nhá. Đấy, với cái tầm tài chính chưa đến 10 củ mà anh em đã hoàn thiện lắp đặt một bộ camera liền camera, bộ màn hình liền camera 360 siêu ngon. Thì nếu anh em đang tham khảo cũng như cần lắp đặt những cái bộ màn hình ngon bổ rẻ như này, em mời qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Tây Nguyên anh em nhá. Đây các bác có thể thấy đây là chiếc Mazda CX-5 đời 2017 này. Đấy, đây có màn DVD rồi, nhưng mà màn này đang sử dụng dạng đĩa nha các bác nhá. Hoặc là các bác chỉ có thể cắm cổng USB vào đây để nghe nhạc hình thôi. Đó. Thì là vào số lùi đây này. Đấy, khi mà lên cam lùi của nó là rất là bé không ạ? Đó, anh nhìn nó hơi mờ, cam dòng Mazda nó như thế. Đó. Thì với cái xe này thì mình sẽ nâng cấp lên màn Android các bác nhá. Đấy, sẽ nâng cấp lên màn Android. Đấy, thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn và vẫn sử dụng giữ zin hết tất cả những cái phím ở trên vô lăng này. Đó. Kể cả cái bộ ở dưới bệ tì tay đây các bác nhá. Đấy, sẽ có đầy đủ bản đồ Android nghe có giọng nói cho các bác. Đó. Thì các bác hãy chờ kết quả nhá. Các bác nghe nhá, đây là cái DVD của chiếc Mazda CX-5 đời 2017 này. Đấy, rất là nặng và to đúng không? Đấy. Nhưng mà cái màn này thì nó sẽ nghe đĩa đây. À, bây giờ thì gần như đĩa nó ngừng sản xuất rồi, ít lắm. Với lại nghe ở đây các bác sử dụng không được nhiều tính năng lắm. Đấy, thì bác chủ qua bên em và nâng cấp cái bộ màn Android đây. Đấy, các bác có thể thấy là khi mà lên màn Android thì cái mặt giữa này nhìn nó sẽ đen bóng và nó đẹp hơn cái này đúng không ạ? Đấy. Và cái kích thước này nó vẫn là cái trà viền như thế nha các bác nhá. Đấy, chẳng qua là kích thước ở bên trong màn nó sẽ to hơn thôi. Đấy, chứ nhiều bác cứ bảo là lên màn thay thế màn Android thì mình sẽ phải chế dưỡng, nhưng mà không phải, bây giờ nó có dòng dưỡng dành riêng cho tất cả các dòng xe nhé. Đó, thì mỗi xe sẽ có một cái dưỡng khác nhau. Đó, thì cái màn zin này rất là nặng này, đúng không? Đây, con màn này chắc phải 5-6 cân các bác ạ. Đấy. Thì sau khi mà mình lên màn Android thì nó sẽ mỏng hơn và nhẹ hơn đây. Thì tất cả các tính năng ở đây giữ nguyên zin này. Đấy, các bác có thấy không? Thì phím ở đây mình vẫn kiểu... Đặc biệt là riêng Mazda thì nó sẽ có Mazda Connect thì mình sẽ sử dụng. Đấy, với dòng như đời này thì mình vẫn giữ nguyên được cái bộ điều khiển ở trên cái bệ tì tay này. Đó. Và bây giờ các bác cần sử dụng thì mình chỉ cần ra lệnh giọng nói trên này thôi. Đó, các bác bấm vào đây là có thể điều khiển ra lệnh được. Đi đến bến xe Mỹ Đình. Đó, ngay lập tức thì màn hình nó sẽ mở cái ứng dụng bản đồ cho mình đúng không ạ? Ở đây nó sẽ có vài cái bản đồ cho các bác lựa chọn. Đấy, ví dụ như là Google Map này, Việt Map hay là Navitel đúng không ạ? Đấy, thì mình muốn đi bằng bản đồ nào thì mình sẽ nó cần sử dụng đấy. Ra lệnh giọng nói thôi ạ. Đây, mình có thể chạm vào đây. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Navitel. Đó, ngay lập tức nó sẽ mở cái ứng dụng Navitel luôn cho mình đúng không ạ? Và cái những cái bản đồ như là Navitel hay là Vietmap thì nó sẽ có cảnh báo tốc độ cho các bác nhé. Đó là bản đồ offline. Đấy, còn các bác chỉ cần sử dụng cái điều khiển giọng nói này để ra lệnh nghe nhạc, ra lệnh cho nó để nó mở cái điểm đến của mình thôi. Đó, đây các bác có thể thấy đây là cái tốc độ khi mà mình di chuyển trên cung đường này, các bác không lo bị phạt nguội nữa hay đi quá tốc độ nữa rồi đúng không ạ? Đấy, rất là tiện luôn khi có màn Android. Các bác không phải dùng cái giá đỡ điện thoại ở trên này nữa. Đấy. Và tất cả nghe gọi ở đây rảnh tay hết. Đấy. Rất là tiện luôn. Và đây, điều đặc biệt đó là cái cam lùi đúng không ạ? Đấy. Thì khi các bác lên màn Android thì nó sẽ có camera. Đấy. Góc rộng này. Đấy. Và cái độ phân giải là AHD các bác nhá. Lên nó rất là sáng nét luôn. Năm 2017, độ màn hình gì hả anh em? Chắc rằng nhiều anh em đang sử dụng những cái dòng xe CX5 2015, 16, 17 ấy, thì là đang phân vân là không biết có nên thay màn hình hay không và nên thay loại nào.
và có thay được cái màn hình 9 inch hay không ạ. Đấy thì hôm nay em xin giải đáp tất cả những cái thắc mắc của anh em, đó là những cái dòng xe sinh năm 2015, 16, 17 cái màn ở bên dưới này nó chưa phải cái màn bên trên thì vẫn có thể lắp được cái màn hình 9 inch với cái mặt dưỡng như thế này nhá. Anh em nhìn nó nhìn cũng như là gần như zin đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Đó sẽ nó có sẽ mặt dưỡng riêng, dây rắc riêng dành cho sinh năm những cái dòng 2015 đến 2017. Và đây là màn hình 9 inch, những cái dòng màn hình phổ thông thì sau khi lắp đặt xong thì nó sẽ có cái giao diện như thế này, đầy hiện đầy đủ cái thông tin, ví dụ như là nhiệt độ ngày hôm nay này, vị trí thái nguyên này, đấy, ngày giờ, có cả âm lịch, có cả dương lịch, camera hành trình ghi hình đằng trước này, cam lùi AHD này, siêu nét. Đó, khi mà lắp đặt một bộ màn hình đầy đủ như vậy, nghe nhạc trực tuyến trực tiếp trên YouTube đấy, TV 360, tất cả đầy đủ cả. Đấy. Đó. Và thao tác trực tiếp các cái phím ở trên vô lăng nữa. Và có thêm phần mềm ra lệnh giọng nói cũng ở trên vô lăng luôn. Em sẽ test cho mọi người xem. Mở video nhạc Mỹ Tâm. Đó. Đây. Anh em xem trực tuyến nhá, online ấy, kết nối qua sim 4G hoặc cả kết nối qua wifi. Đó, những anh em nào đã sử dụng những cái dòng xe Mazda sinh năm từ 2015 đến 2017 cần nâng cấp cũng như là tham khảo lắp đặt màn hình Android M qua Agala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá. Anh em thấy quả màn hình chất chơi chưa? Mitsubishi Xpander đây. Lên quả màn nhìn như xe điện luôn. Hay chưa? Ai, màn to luôn, khủng luôn. Mượt. Bạn ấy xem ô xí. Anh em mà lấy cái phiên bản Xpander đời mới bây giờ này mà muốn cái màn nó to để em tham khảo những cái dòng màn có cái kích thước thôi, to như này nhá. Thực ra mình thấy lắp cái màn này lên nó đẹp, nó nhìn nó cân đối. Cái xe bản mới nó thiết kế này lên cái màn này nhìn nó cực kỳ hay, nhìn cực kỳ cân đối luôn. Cái người ngồi phụ này xem cũng thích. Trước mắt các bác, đây là một chiếc Hyundai Elantra với cái màn hình zin cũng khá là to, với màn hình là 7 inch và cũng có khá là nhiều chức năng, với cam lùi có rồi này, và hệ thống nghe kết nối không dây như là Bluetooth này, Apple CarPlay và Android Auto này, và có cả hệ thống dẫn đường rồi. Cái màn hình này đã có dẫn đường rồi ấy, nhưng mà cái chức năng với cái thời đại công nghệ 5.0 bây giờ ấy, thì cái chức năng nghe nhạc cái nhất là bằng USB thì đã gần như là không còn nữa rồi. Mà bây giờ chúng ta đã nghe nhạc ở trên mạng online rồi. Thì đây là chiếc màn hình zin của nguyên bản của chiếc xe này thì bên em đã tháo và bỏ ra đấy, và sẽ thay thế bằng một chiếc màn hình Android với cái thương hiệu đó là ZTEC S100G. Đấy, đây các bác nhìn thấy đây ạ. Đấy, đây cái sau cái màn, đây là cái màn hình sẽ thay thế cho chiếc xe Elantra đây. Bên em sẽ thay thế đó là một cái chiếc màn hình ZTEC 9 inch đấy, với mã là S100G, với nhiều tính năng như nghe nhạc, giải trí, dẫn đường, cảnh báo tốc độ, kết nối Bluetooth và định vị xe. Rất là nhiều tính năng hay trên một chiếc màn hình này đã tích hợp với này, đồng thời có thể tích hợp được cả camera hành trình, cam lùi, và các bác muốn tích hợp cam lùi theo xe cũng có thể tích hợp lên đây, hoặc là bọn em sẽ tặng cho các bác một cái bộ cam lùi với độ sắc nét cao hơn đấy, để khi mà các bác lắp cái màn hình này để có trải nghiệm tốt hơn, góc rộng hơn đấy. Còn khi mà các lắp đặt đấy thì các bác, nhiều bác vẫn có thắc mắc đó là có lắp đặt có zin hay không, thì có ảnh hưởng đến hệ thống điện trong xe không ạ? Không ạ. Đây là cái bộ màn hình đây, khi mà bác có thể nhìn thấy có hai đầu chuyển đổi như này đúng không ạ? Thì một cái đầu chuyển đổi của nó trước màn hình nó sẽ chuyển đổi và nó sẽ cắm một cái đít của chiếc màn hình Android như này. Đấy. Sau khi cắm vào đây rất là chắc chắn nhá, các bác yên tâm là một chắc rất là chắc chắn này. Đấy. Và một đầu đây là sẽ cắm vào cái rắc nguyên bản của chiếc xe, nguyên bản của xe, nên là các bác không cần phải cắt đấu nối gì trên hệ thống điện của xe cả, không lo chập cháy, không lo ảnh hưởng đến điện, vấn đề về điện đấy, bảo hành về điện
Đấy, các bác có thể yên tâm 100% là cái vấn đề về điện các bác có thể thoải mái không lo lắng về cái vấn đề đó là bảo hành. Đấy. Còn các bác có nhu cầu lắp màn hình Android thì hãy qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên để bên em tư vấn lắp đặt cho các bác. Các bác nhá, với một cái xe đã sử dụng từ 2012, 2013 bây giờ ấy thì để điều khiển ra lệnh giọng nói thì rất là khó đúng không ạ? Đấy, nhưng mà sau khi các bác thay thế một cái màn hình Dri Android như này thì các bác có thể ra lệnh bằng giọng nói này. Bấm trên này thôi này. Đấy. Mở video nhạc trẻ remix. Đấy, các bác muốn nghe nhạc giải trí thì chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi là nó tự mở cái ứng dụng YouTube cho các bác rồi. Đó. Vì cái nó sẽ là nghe nhạc online luôn các bác nhá. Đấy, cái này của em mạng ở đây em đang bắt wifi, mạng của em nó hơi yếu. Đó. Sau khi mà nó loát xong rồi, đúng không? Đây, tăng giảm âm lượng thì vẫn giữ nguyên khiển các bác nhá. Cảm giác gì hết nhá. Đấy. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap N1. Đấy, cái tính năng này rất là hay đúng không? Các bác mà muốn đi ở địa chỉ nào ấy, các bác không cần phải sử dụng bằng điện thoại, các bác bấm tay hoặc là các bác chạm tay vào đây để tìm kiếm nữa rồi. Mà bây giờ mình chỉ cần bấm ra lệnh giọng nói thôi đúng không? Yêu cầu cái màn đi đến cái địa chỉ mà mình cần tới là nó lập tức nó sẽ tạo cái lộ trình cho mình đi đấy này. Đó đúng không? Đây, tổng cộng là em đang ở Thái Nguyên này. Thì nó sẽ chỉ là 64 cây. À, em đến cái sân bay Nội Bài rồi đúng không ạ? Đấy, các bác muốn đi bằng Google Maps đúng không? Vẫn đi như bình thường nhá. À, các bác chỉ ra lệnh giọng nói thôi. À, cái này mất mạng rồi. Vừa tắt mạng rồi. Đó, bác nào mà muốn sử dụng cái màn Android này thì các bác hãy nhớ đến Akala các bác nhá. Sau khi mà lắp bộ màn hình liền cam 360 thì mọi người sẽ sử dụng được các cái tính năng gì rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cho mọi người nhé. Đây là một chiếc Toyota Prado sản xuất 2019 thì bên mình vừa hoàn thiện lắp đặt một bộ màn hình liền cam ZTEC với cái model là ZT360 bản Bay. Đầu tiên về 360 thì mình phải đầu tiên phải test 360 trước. Mọi người có thể nhìn thấy là cái mô phỏng 2D và cái khung hình, đây là cam trước này, cam bên phải này, khi xi nhan bên phải sẽ hiện khung hình bánh trước bên phải nhé. Đấy, xi nhan bên trái sẽ hiện khung hình bánh bên trái. Vào lùi đấy ạ. Vào lùi đây. Đấy, mọi người có thể là sau khi mà lắp 360 xong thì hỗ trợ lái xe cho 10 rất là tốt, rất là an toàn. Đây, đặc biệt xi nhan đôi thì sẽ hiện cả hai bánh như thế này. Đó, ngoài cái tính năng 360 là hỗ trợ cho mọi người lái xe tốt này, ghi hình cả 4 mắt này, thì mình còn sử dụng được đầy đủ các cái tính năng giải trí như là xem trực tuyến video trên YouTube này, bản đồ dẫn đường này, tất cả mọi thứ đầy đủ cả và sẽ ra lệnh giọng nói nhé, sử dụng rất là thuận tiện. Mở video đêm mưa. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là mình chỉ cần nói một cái câu lệnh thôi thì sẽ điều khiển được các cái tính năng trên màn này. Ví dụ như đây này, mình vừa nói là mở video đêm mưa trực tuyến trên YouTube thì sẽ tự động là kết nối với YouTube và xem cho mọi người xem cái video trên YouTube nhá. Đó, đây mạng thì nó hơi kém một chút. Đấy, ngoài cái tính năng này thì mình cũng kiểm tra cái mình cũng ngoài cái tính năng này thì mình có thể dẫn đường bằng bản đồ Vietmap F1 hoặc Google Maps rất là thuận tiện. Dẫn đường tới thành phố Hà Nội. Đang chỉ đường đến thành phố Hà Nội. Đấy, mọi người có thể chỉ một câu lệnh thôi là mình đã mở được bản đồ rồi. Rất là thuận tiện đúng không ạ? Rất là nhanh. Khi mà mọi người lái xe thì không phải thao tác là phải cầm cái điện thoại nữa. Đấy, khi mà mọi người lái xe thì mọi người không cần cái cầm cái điện thoại thao tác là tìm bản đồ hay là kết nối nhà qua Bluetooth nữa. Mà bây giờ tất cả mọi thứ sẽ sử dụng, tất cả mọi thứ sẽ trực tuyến nhá. Rất là thuận tiện luôn. Đó, và nó tăng cái độ thẩm mỹ. Đấy, mọi người nhìn thấy đặt một cái bộ màn hình này với cái bộ mặt dưỡng này thì nhìn nó rất là thẩm mỹ. Hoàn toàn là, và lắp đặt hoàn toàn là cảm giác nhé. Thời gian thi công một bộ này thì nó dao động vào đâu tầm 2 tiếng thôi. Và chi phí bỏ ra cho bộ màn hình liền cam này chỉ tầm hơn 10 triệu thôi. Là mọi người đã trang bị được bộ màn hình liền cam này siêu nét siêu ngon rồi mọi người nhé.
chiếc Toyota Cross phiên bản mới nhất đầu tiên tại Thái Nguyên đây anh em ơi. Mà phiên bản này, phiên bản đặc biệt, phiên bản HEV nhá, phiên bản Hybrid. Đây, Hybrid đây. Chiếc xe đầu tiên lăn bánh tại Thái Nguyên. Vừa mới ra vừa cập bến tại hãng thì chủ nhân tại Thái Nguyên đã sở hữu ngay một chiếc. Phải nói là càng ngày càng Toyota càng ông Toyota ông ấy càng biết nịnh người tiêu dùng. Đấy. Ở cái phiên bản trước thì nhìn thì nó hơi bị, nói thật là nó hơi bị thô một chút, thì chỉ những người trung tuổi thì hay sử dụng thôi. Nhưng mà ở cái phiên bản thiết kế mới hiện tại ấy, thì họ làm cái đầu rất là mềm. Đấy. Đầu rất là mềm nhá. Đến như chiếc xe phiên bản này ra thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với tất cả các anh chị em như khách hàng, là phù hợp tất cả các độ tuổi thôi, không cứ là trung tuổi mới sử dụng dòng xe này đâu. Đấy. Trong này thì cũng thiết kế khác một chút là có một bộ màn hình to bản và trang bị thêm rất nhiều option mới. Đó. À, xe này thì bên mình thì có lắp đặt một bộ Android Box DX265. Đấy. Android Box sử dụng các cái tính năng Android trên màn zin luôn. Cái màn to nhìn rất là thích đúng không? Camera cũng siêu nét luôn nhá. Nói chung là ở cái phiên bản mới của dòng Cross này thì mình nghĩ là cũng không có gì để chê đâu. Đấy, từ thiết kế nói chung là option, với lại đặc biệt hơn là ở cái phiên bản này này. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng Hybrid này thì đây, mọi người nhìn thấy đây. Cái mức tiêu hao nhiên liệu đây, 4,5 lít, 3,01, 3,67 kết hợp. Đấy. Trong đô thị mà đi lại còn 3,01 lít. Đấy, ngoài đô thị 4,05. Thực sự là một cái mức tiêu hao nhiên liệu quá là hấp dẫn. Đấy. Thì không biết nào anh em nào mà đã sở hữu được cái chiếc xe Toyota Cross đầu, những chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam, thì cho em xin cái bình luận là xem sử dụng cái dòng xe này nó như thế nào anh em nhá. Anh em ơi, Mitsubishi X-Fox lên siêu phẩm này. Đó, DX14 Pro của ZTEC nha các bác nhá, phiên bản giới hạn này. Đó, lên một chiếc màn hình này, giữ nguyên màn hình zin. Bởi vì chiếc Mitsubishi X-Fox này các bác có thể thấy là một cái màn hình rất là to như này, đúng không ạ? Nếu mà các bác thay màn Android thì cũng chỉ thay được màn 9 inch vào đây thôi. Đấy, màn 9 vào đây thì cái dưỡng cái viền đen này sẽ rất là nhiều và xấu, đúng không ạ? Đấy. Thì sử dụng cái phương pháp đó là cắm Android Box này, đổi từ màn zin chuyển thành màn Android và có đầy đủ cái tính năng. Đấy, ra lệnh giọng nói khiển trên vô lăng này luôn này. Đấy, bản đồ YouTube nghe nhạc các thứ đầy đủ hết ở trên này luôn. Đấy, bản đồ cảnh báo tốc độ các thứ có đầy đủ hết ở trên này luôn rồi. Đấy, các bác có thể thấy đây. Đó, đúng không? Đi đâu có cảnh báo đây. Đấy, ra lệnh giọng nói ngay trên này luôn. Đấy. Mở video nhạc trẻ remix. Đấy, chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi. Đây. Việc lắp đặt thì khá là đơn giản, các bác chỉ cắm cổng tai chi vào đây. Đây. Đây là bộ box của nó nha các bác nhá. Đấy, mình sẽ để dưới này. Đấy. Quá là tiện đúng không ạ? Và khi các bác lắp bộ Android Book của ZTEC này sẽ được tặng kèm thêm một chiếc cam hành trình nhỏ gọn ở trên này luôn. Đấy, combo luôn các bác nhá. Có màn hình, có cảnh báo tốc độ này, đấy, bản đồ dẫn đường đầy đủ, phím ra lệnh giọng nói trên này và có cam hành trình ghi hình luôn. Đấy. Quá là siêu luôn, quá tiện lợi luôn rồi. Đấy. Bác nào mà sử dụng những dòng xe mới mà có tính năng Apple CarPlay thì các bác có thể qua Acala để trải nghiệm Android Box các bác nha. Xin chào tất cả anh em, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ màn hình Android mà đúng theo tiêu chí của anh em, đó là đúng chất, ngon, bổ và hợp lý. Vì sao mà nói thế? Đây là một bộ màn hình của một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là của ZTEC. Và cái bộ màn hình này thì là sản phẩm vừa mới ra cho anh em, đó là bộ ZTEC ZT18360. Đấy. Bộ này là bộ màn hình lên cam 360 nhá. Bởi vì em nói tại sao em nói là ngon, bổ và hợp lý. Về cái bộ màn hình này lắp ra hoàn thiện cho anh em chỉ với có 9,5 triệu là anh em sẽ được tặng kèm bộ cảm biến sốt lốp. Còn nếu anh em không lấy cảm biến sốt lốp thì sẽ chỉ còn 8,5 triệu thôi. Đấy, mà bộ màn hình này sẽ bảo hành cho anh em là 18 tháng anh em nhá. 12 tháng đầu tiên sẽ là đổi mới, còn tháng tiếp theo là sẽ là sửa chữa. Và trong 18 tháng đấy thì anh em sẽ không mất chi phí gì.
khi mà bị mà bảo hành ạ. Đấy, chiếc màn hình Android Z18360 thì có những cái gì? Đây là cái vỏ hộp bên ngoài của em nó này, anh em thấy ạ. Vẫn là những cái bộ màn hình đây. Bộ màn hình Z18 nó sẽ cải tiến hơn, đó là bộ màn hình tràn viền và không còn con phím cứng ở đây nữa. Đấy, nó sẽ là phím mềm anh em nhá. Đấy. Và tất cả bên trong cái bộ sản phẩm thì đều có một cái thẻ bảo hành chính hãng của ZTEC. Và cái bộ màn hình của ZTEC thì sẽ được kích hoạt bảo hành chính hãng cho anh em trực tiếp trên màn hình, nên là anh em không lo cái phần thời gian đó là trôi bảo hành nhá. Và thứ ba, bộ phụ kiện của màn này và những cái bộ mắt cam, đây vẫn là mắt cam của Sony 25 với mắt đằng trước nhỏ gọn đẹp, nên lắp lên xe rất là thẩm mỹ nhá. Mắt đằng trước và mắt đằng sau vẫn như nhau đấy anh em, với chuẩn công nghệ đó là mắt cam của Sony 225 đấy. Với cái chi phí bỏ ra thì cực kỳ hợp lý và đã sở hữu được một chiếc bộ màn hình Android liền cam 360 ghi hình đồng thời cả 4 mắt cam, tặng cả máy áp suất hiển thị cảnh báo liên tục cho anh em khi mà có dấu hiệu lốp non hoặc là thủng thì anh em sẽ được cảnh báo từng đến từng lốp và nhiệt độ lốp đấy. Anh em còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay Akala Thái Nguyên để nâng cấp cho mình một bộ màn hình Android liền cam 360 ZTEC để đi di chuyển an toàn hơn, cảnh báo tốc độ cao và đầy đủ các tính năng. Vâng, cảm ơn anh em. Một cái tính năng rảnh tay vô cùng an toàn cho các bác mà rất dễ dàng tìm kiếm thì tạo cho các bác, cho chiếc xe của mình trở thành một chiếc xe thông minh. Đấy, đấy là ra lệnh giọng nói. Bình thường như chiếc xe Morning này là đời 2019 thì với cái màn zin này thì các bác không thể ra lệnh giọng nói được, đúng không ạ? Đấy. Nhưng khi bác chủ thay thế lên cái màn hình DVD Android này thì các bác có thể ra lệnh giọng nói trên phím vô lăng này để cho cái màn nó hoạt động theo cái ý muốn của mình. Đây, các bác có thể xem nhé. Đây. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap S1. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Vietmap S1. Các bác có nghe thấy gì không ạ? Tốc độ giới hạn 50. Và cái màn hình này nó sẽ tự động giống như kiểu nó tương tác với mình và nó tự động nó đây. Đúng không? Đây. Mê Linh này này. Đấy, biểu tượng sân bay đấy. Các bác có thấy hay không? Nó tạo ngay cho mình cái lộ trình như thế này và có cảnh báo tốc độ ở trên cái cung đường khi mà các bác đi này. Đây. Ví dụ rẽ trái vào đâu rồi, rẽ phải vào đâu rồi. Đấy, đến bao nhiêu mét là có này. Đấy, có cam phản nguội hay không hiển thị này. Đấy, rất là tiện đúng không? Ngoài ra nha, các bác thích đi cái kiểu dạng Google Maps giống như trên điện thoại đúng không? Đây, chạm vào đây một cái. Đi đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đây, ngay lập tức nó sẽ mở cái chế độ Google Maps giống như trên điện thoại cho các bác ngay. Đúng không? Đấy. Đi về hướng Tây Bắc về phía Phan Đình Phùng. Sau đó rẽ trái vào Phan Đình Phùng. Rất là hay đúng không các bác? Đây, có... giao thông này, có tắc đường hay như nào, khu vực nào nó sẽ hiển thị hết ở khu vực mà cái cung đường các bác chạy di chuyển đúng không? Và nó nói ra loa ô tô luôn. Đấy, các bác không phải sử dụng cái điện thoại nhỏ để kẹp ở cái cửa gió điều hòa như này đúng không? Đây, bác chủ trước là sử dụng cái kẹp kia đây, kẹp điện thoại, giá đỡ điện thoại. Đấy, để cửa gió điều hòa đúng không? Mà đặc biệt là mùa hè này, nóng ở ngoài miền Bắc này đúng không? Kẹp cửa gió chặn mất rồi đúng không? Và nó nặng sau này nó sẽ hỏng cái cửa gió này các bác đúng không? Các bác lắp một cái màn Android này có đầy đủ luôn. Bây giờ muốn nghe nhạc giải trí đúng không? Đây. Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở video trẻ remix. Ngay lập tức mở YouTube ngay đúng không các bác? Mà nó lại còn YouTube chạy ẩn cơ. Các bác cứ bảo là lắp màn Android thì âm thanh nó không hay bằng màn gì đúng không? Nhiều bác chưa sử dụng nhờ các bác cứ phán thôi. Đây. Em cho các bác thấy nha. Đây, bộ cân bằng DSP này. Đấy. Đây ở nó sẽ có chế độ cho các bác lựa chọn. Đây là chế độ mà tự động. Đấy. Các bác muốn nghe đúng không? Bỏ đi. Các bác muốn điều chỉnh theo ý thích nhạc của mình này. Đây. Em muốn loa này lên này. Đúng không? Đấy. Ngắt này. Đấy, các bác nghe có thấy nó khác dần đúng không ạ? Đây. Tăng súp lên này, đúng không? Đấy. Đấy. Đấy, trầm nó lên nào, đúng không? Đây, em muốn chỉ nghe ghi lái thôi, thấy không? Chỉ có loa bên này phát tiếng thôi. Loa bên kia các bác không có tiếng, đúng không ạ? Đó, rất là hay, đúng không ạ? Đấy. Quá là hay luôn, đúng không? Nhiều bác cứ bảo là lắp màn nó không, âm thanh nó không hay bằng nhá. Còn hay hơn đó, em
khẳng định với các bác là sẽ hay hơn, bởi vì nó sẽ để điều khiển được rất nhiều cái ứng dụng khác nhau, đúng không ạ? Các bác điều chỉnh theo cái dòng nhạc mà mình mong muốn. Đấy. Bác nào mà muốn sử dụng cái tính năng để biến cái xe của mình thành cái xe thông minh, nó hiểu tiếng người, thì các bác có thể qua Akala các bác nhá. Mở video gió mây trời trôi. Đang mở video gió mây trời trôi. Phải nói bây giờ công nghệ nó ghê gớm anh em nhỉ. Giờ anh em mở cái gì chỉ cần một câu lệnh thôi. Chỉ cần một câu lệnh, nhưng muốn mở nội dung gì theo yêu cầu có ngay. Ở đây là một chiếc màn hình em voi mình vừa lên xong. Đợt tới thì nó cũng sẽ có một số cái công nghệ mới, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì những cái dòng xe như chiếc xe này là C5 nguyên bản thì nó chỉ có cái màn nguyên bản ấy chỉ có bắt Bluetooth đấy, nghe qua Bluetooth thôi hoặc nghe đài FM. Nhưng mà khi mà lên bộ màn hình Android thì mình có thể xem trực tuyến các nội dung trên YouTube này, bản đồ dẫn đường Google Map, thì anh em không còn phải cầm cái điện thoại đi ví dụ như đi tỉnh này. Anh em nhiều lúc bây giờ đang xem cái bản đồ trên điện thoại này, đi vừa để ý này, rất mất tập trung và lái xe thì nó không an toàn. Nhưng mà lên cái bộ màn Android này thì bản đồ ở trên này rồi, có cả thêm cả bản đồ cảnh báo giao thông, bản đồ biển map 2. Đây là Google Map này. Đấy. Thì anh em cũng chỉ cần đi đâu anh chỉ cần nói là ví dụ này, em nói cho anh em xem này. Dẫn đường tới sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đó. Là anh em không phải cầm điện thoại tìm này nữa. Chỉ cần nhìn trên màn này thôi, rất là tiện. Đi về hướng Tây Nam lên Phan Đình Phùng. Cam lùi thì siêu nét nhá. Cam lùi siêu nét này. Đấy, cam lùi siêu nét. Mà còn tặng thêm cả cam hành trình nữa. Cái này thì em chưa gắn. Anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe ví dụ như C5 và những cái dòng xe phổ thông khác, cần nâng cấp màn hình hoặc là cần nâng cấp lên những cái phần mềm cũng như là những tính năng thông minh trên màn hình xe ô tô, thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Xin chào cả anh em. Hôm nay thì mình vừa hoàn thiện lắp đặt một bộ màn hình Android cho xe Toyota Vios. Thì sau đây mình sẽ thao tác một số cái ứng dụng mà sau khi lắp màn Android thì anh em sẽ sử dụng được cái tính năng gì. Đầu tiên thì anh em có thể nhìn thấy cái đầu nguyên bản của xe Toyota Vios 2018. Đây nó chỉ là cái đài không thôi, không có tính năng gì, chỉ có tính năng nghe FM thôi. Rất là nhàm chán và anh em sử dụng thì không có bản đồ, không có nghe nhạc, không có giải trí, không có gì cả. Đấy, thì sau khi mà lắp đặt lên một chiếc màn hình Android thì nó sẽ như thế này. Đấy, đầu tiên về giao diện, về độ thẩm mỹ thì là nó thẩm mỹ nó đẹp hơn rất là nhiều. Nó sẽ có bản giữ riêng này nhá, từ dòng xe nhá. Đấy, khi mà lắp đặt xong một chiếc màn hình Android như thế này, nó sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin, ví dụ như nhiệt độ này, thời gian này, lịch này. Đó, tất cả các cái thông tin nó sẽ hiện ở trên này. Và hiển thị cả tốc độ anh em khi di chuyển luôn. Thao tác cũng rất là đơn giản thôi. Đây nó như một chiếc iPad và nó kết nối trực tuyến online qua SIM 4G hoặc là kết nối Wi-Fi. Anh em có thể là cắm SIM 4G hoặc là anh em có thể kết nối Wi-Fi như một chiếc iPad bình thường. Đó là một cái thiết bị thông minh ạ. Đấy, đầu tiên thì anh em phải nói đến là cái tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, mở các nội dung trực tuyến trên YouTube. Đó. Đấy. Nội dung trực tuyến trên YouTube anh em có thể kết nối và xem. Và cái anh em cần thiết nhất đó là cái bản đồ. Với anh em nào hay đi xa thì cái bản đồ cực kỳ quan trọng, bởi vì là khi mà anh em sử dụng những cái màn chưa có bản đồ ấy thì anh em đều phải cầm điện thoại. Nó rất khi mà lái xe thì rất mất tập trung. Thì khi mà lắp đặt xong thì nó sẽ có bản đồ cho anh em sử dụng. Đây là cái ứng dụng Google Map cũng như cái ứng dụng sử dụng y hệt như trên điện thoại anh em nhé. Đấy, anh em chỉ cần tìm địa chỉ thôi là bản đồ sẽ dẫn đường. Đó, và cái thứ hai nữa mà anh em mà đi tỉnh nhiều ấy thì là có bản đồ hỗ trợ cảnh báo giao thông. Đấy. Bản đồ Việt Map S2 nhá. Sử dụng là anh em nào mà đi cái tỉnh nhiều ấy, đi đường trường nhiều ấy, mà những cái cung đường lạ ấy, thì anh em sử dụng cái bản đồ này cực kỳ hay luôn. Có cảnh báo giao thông, có cảnh báo phạt nguội, có cảnh báo tốc độ. Đó. Và một cái nữa là cái
phần mềm ra lệnh giọng nói. Phần mềm ra lệnh giọng nói thì anh em chỉ cần thao tác là phần mềm ra lệnh giọng nói, anh em chỉ cần ấn vào đây thôi. Anh em có thể mở cái nội dung anh em cần muốn tìm, ví dụ như trên YouTube hoặc là cái địa điểm anh em muốn tới. Bây giờ mình sẽ thao tác cho anh em xem. Mở video nhà trẻ 2024. Đó, thì anh em thấy sử dụng rất là tiện đúng không ạ? Khi mà anh em muốn mở cái nội dung gì mà khi anh em lái xe anh em chỉ cần nói thôi, anh em không phải ấn đâu, không phải thao tác bằng tay nữa. Đấy, và các nút rảnh tay trên vô lăng, tăng giảm âm lượng, nút next, nút quay lại vẫn sử dụng bình thường nhé. Đây, mình sẽ tìm kiếm địa chỉ rồi dẫn đường cho anh em xem. Dẫn đường tới sân bay Nội Bài. Đăng ký đường đến sân bay Nội Bài. Đó. Anh em chỉ cần một câu lệnh thôi là sẽ bản đồ sẽ hiện ra cho anh em. Đấy, anh em thấy sử dụng rất là tiện đúng không ạ? Và cái mức chi phí mà để anh em bỏ ra mà để trang bị một cái bộ màn hình Android hiện tại đang có giá rất là tốt 2024 rồi. Như một bộ màn hình này tích hợp cả camera hành trình ghi hình trước và cam lùi UHD như thế này thì giá thành hoàn thiện lắp đặt chưa đến 6 triệu đồng anh em nhé. Đó, thì anh em nào ở khu vực Thái Nguyên hoặc lân cận khu vực Thái Nguyên cần lắp đặt tham khảo tư vấn về màn hình Android, em mời qua Agala Thái Nguyên hoặc liên hệ theo cái số hotline em để trên đầu trang anh em nhé. Công nghệ 4.0 rồi thì bên anh em bây giờ trên xe nó tính năng giải trí trên xe rất là nghèo nàn và là hậu, thì nhiều chiếc xe vẫn chưa tích hợp những cái hệ thống giải trí dẫn đường cảnh báo giao thông cho anh em và K360. Thì đây trước mặt anh em đây là một chiếc Toyota Vios đời 2021. Thì bản thân chiếc xe này có tích hợp màn hình DVD rồi, có cam lùi rồi, nhưng mà lại có một số thiếu sót như là chưa có hệ thống dẫn đường cảnh báo tốc độ, chưa có hệ thống giải trí YouTube nghe nhạc trên trực tuyến và xem VTV. Đấy. Và K360 thì chưa có. Thì em có tư vấn cho anh chủ lên cho mình một chiếc xe màn hình đèn K360 với cái chi phí rất là hợp lý, chỉ hơn 8 triệu thôi là anh em có xử lý một cái màn hình đấy đầy đủ dưỡng kèm theo rắc cắm rắc zin 100% và tích hợp đầy đủ có tất cả các phím khiển vô lăng zin trên xe này của anh em. Và đồng thời chiếc màn hình này sẽ tích hợp cả cam 360 độ cho anh em. Đây, anh em có thể thấy khi anh em xi nhan phải sẽ hiện ra cam bên phải, xi nhan trái thì nó sẽ hiện ra cam bên trái. Anh em cái này thì em xem chưa căn chỉnh xong thì anh em có thể nhìn thấy là cái hình ảnh và cái độ phân giải cam nó chưa vào hết cái phần hình ảnh. Ngoài ra thì sau khi anh em giả xi nhan thì nó sẽ có camera đằng trước, khi anh em về lùi thì nó sẽ có camera đằng sau. Đấy, anh em có thể thấy đây, cam rất là rõ và sắc nét anh em nhá. Đồng thời cái bộ camera hành trình 360 này nó sẽ có tích hợp cam 360 cho anh em. Đấy, ghi hình đồng thời cả 4 mắt cam. Đấy. Ngoài ra thì với cái bộ phân giải màn hình là 1080p 2K thì anh em có thể thấy là chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét rồi. Ngoài ra trước màn hình sẽ có tích hợp bản đồ Google Maps, bản đồ VM Maps, cảnh báo tốc độ, cảnh báo giao thông cho anh em. Có phần mềm của ZTE YouTube, hãng phát triển đánh riêng. Và cái phần mềm YouTube này sẽ là không có quảng cáo. Đấy, có thêm một cái phần ZTE Checking để anh em có thể định vị cái dòng cái xe của mình khi mình đang ở vị trí nào. Đấy, còn khi anh em muốn tẩm TV thì ở hãng nó có ngay ứng dụng TV 360 hoặc là anh em tải VTV Go. Đấy, về. Còn ngoài ra thì có cửa hàng Safe Play để anh em tải đa nhiệm ứng dụng. Anh em muốn tải ứng dụng nào về trên cái màn hình này thì anh em có thể lên Safe Play không tải trực tiếp về trên trước màn hình. Ngoài ra với cái hệ thống âm thanh rất là nhiều anh em cũng có quan tâm đến. Đó là cái hệ thống âm thanh sau khi lắp cái màn hình này thì có hay hơn hay không. Thì đây trên màn hình này nó sẽ có tích hợp một hệ thống DSP để tinh chỉnh âm thanh cho anh em. Với lại rất là nhiều cái tần số để anh em chỉnh mid, chép và bass cho anh em. Và bộ cam 360 thì anh em có thể biết là nó ghi hình đồng thời cả 4 mắt cam rồi thì cái rất là hệ tiện cho anh em. Và cái hệ thống nút nhé, điều khiển trên xe này sẽ là tích hợp zin cho anh em hết nhá. Lắp đặt thì là cắm lắp zin. Anh em nào mà chưa lắp màn hình này hoặc là đang muốn có nhu cầu lắp màn hình Android cam 360 thì hãy đến với Agala Thái Nguyên ngay anh em nhá để em tư vấn lắp đặt và cho các bác trải nghiệm thực tế trên chiếc xe của chính bên em. Em cảm ơn. Vâng, trước mắt anh em đây là chiếc Innova đời 2013. Thì hôm nay em có tiếp nhận và có lắp cho chiếc xe một bộ màn hình đèn cam 360 của thương hiệu Dragon Eye với công nghệ mới nhất hiện tại đó là 3.5D. Thì trên thị trường hiện tại thì đang có những cái dòng cam của 2D này, có công nghệ 2D, công nghệ 3D và đây là công nghệ mới nhất 3.5D. Thì 2D là như nào? 2D là khi anh em xi nhan thì nó sẽ hiển thị những cái góc của bên này thôi ạ. Còn 3D thì nó sẽ hiển thị nguyên một cái mô hình như này của xe và nó sẽ khi xi nhan bên nào thì nó sẽ hiển thị ở bên đấy. Nhưng mà nó khi không công nghệ 3D thì nó sẽ nhìn nó sẽ hơi ảo một chút. Nên là khi mà đi thì anh em sẽ hơi khó nhìn.
Còn đối với công nghệ 3.5D là gì? Công nghệ 3.5D sẽ khắc phục hoàn toàn những cái điểm thiếu sót của công nghệ 2D và 3D được tích hợp để nâng cấp lên một công nghệ 3.5D. Thì như anh em nhìn thấy đây ạ, cái với lại cái công nghệ 3.5D có hình ảnh ngoài cái giao diện nó đã thể hiện cho anh em thấy đó là như thế nào, với những cái hình ảnh chất lượng hình ảnh rộng, và thứ hai là hình ảnh những cái cây rất là chân thật, nó sẽ không bị cong ảnh theo những cái công nghệ trước. Với công nghệ 3D hoặc là 2D thì anh em khi anh em nhìn thì những cái hình ảnh này nó sẽ cong đi, những cây này nó sẽ không thẳng như này nữa mà cong đi. Thì đây thì em sẽ mời tất cả anh em cùng lên để em trải nghiệm cái chiếc cam, chiếc màn hình lên cam với công nghệ 3.5D em đã lắp trên chiếc xe Innova. Đầu tiên khởi động lên thì anh em có thể thấy đó là nó sẽ khởi động một cái hệ thống cam lên cho anh em để anh em quan sát được toàn bộ những cái, thấy không ạ? Trái, phải, trước, sau thì anh em có thể nhìn thấy toàn cảnh như thế này. Khi mà có vật cản hoặc là những cái gì cọc trẻ con chơi ngay bên cạnh thì anh nhìn thấy đây. Đấy, rất là hay, thuận tiện. Anh em xin nhan trái, xin nhan phải có hình ảnh bên phải, xin nhan trái có hình cam bên trái. Giả xin nhan ra thì nó sẽ về cam bên đằng trước để anh quan sát, anh em quan sát. Và khi lùi thì anh em về lùi thì nó hiện cam lùi. Đấy, chất hình ảnh như em đã nói, ảnh nó rất là thẳng vuông. Và cái mô phỏng rất là chính xác, anh em thấy hình rất là vuông vắn và chính độ chính xác cao. Đấy, đây em sẽ đi thực tế ra ngoài đường để cho anh em có thể nhìn thấy là cái mô phỏng của nó sẽ như thế nào. Đấy, anh em xin nhan trái, anh em có thể thấy đây ạ, cái góc nhìn của bên phải đối với mắt cam rất là rộng, với hết lên đến cái tầm trên của chiếc xe và nhìn thấy hết phần bánh cam thì vô cùng sắc nét, anh em có thấy những cái hạt cát hoặc là những hòn đá ở trên mặt mặt đường luôn. Đấy, sau khi giả xi nhan thì nó sẽ về cam trước cho anh toàn bộ anh em. Khi anh em xin nhan trái thì mô phỏng của chiếc xe, với cái mô phỏng của xe này nó sẽ đánh hết toàn bộ cái phần bên khung bên trái ra, nhìn anh em sẽ nhìn thấy từ hoàn toàn từ phần phía dưới thân xe lên đến trên, và cái hình ảnh của khung bên phải này thì anh em hoàn toàn nhìn thấy hết cái khung phần trước bánh xe và với ra ngoài, với khung hình ảnh qua quang cảnh ở bên ngoài, những cái cây cối ở những cái xe nó sẽ bị không bị cong theo cái chiều hình của mắt cam. Vì như bình thường với mắt cam khoảng 170 độ hoặc 150 độ thì cái mắt cam nó sẽ bị cong, cái hình ảnh nó sẽ bị cong đi. Còn đối với cam, hệ thống cam của Dragon Eye thì nó sẽ không bị cong. Và rất là chân thực, anh em thấy cái góc mở rất là rộng giúp anh em tài xế quan sát được rõ ràng hơn. Sau khi đi giả tính nhan ra thì nó sẽ trở về cam trước và nó sẽ trở về màn hình chính cho anh em để anh em có thể quan sát hoặc giải trí xem video. Xin nhan trái thì hiện góc cam bên trái rất là rộng. Khi mà đối với cái thuật đấy mà khi anh em lắp những cái màn lên những cái cam 360, đó là khi đi vào ngõ hẹp anh em cần đỗ xe này hay là gần đấy này, chẳng hạn như là đối với những cái sọt hoặc ấy thì anh em sẽ nhìn thấy hoàn toàn luôn. Đây anh em thấy sẽ thấy cái độ chính xác nó có cao ạ. Đây, ở đây ngay gần cái hố mà có cái thùng rác đây thì anh em có thể nhìn thấy ảnh của cái chiếc
bánh nó gần sát với lại cái vào những cái cung đường hẹp thì cam 360 sẽ giúp ích rất là nhiều cho anh em lái mới hoặc là cần quan sát những cái vật cản. Có nhu cầu nâng cấp hoặc trải nghiệm cái mà dòng màn hình lên cam 360 của Dragon Eye này thì có thể trực tiếp đến Auto 365 Thái Nguyên hoặc là Akala Thái Nguyên để được trải nghiệm thực tế. Vâng, xin chào tất cả anh em. Ok chưa? Đây các bác nha, bác nào mà lái xe mà hai bên đường hẹp này, đấy, hoặc là các bác muốn rẽ phải đây, nhưng mà các bác có thể quay, nếu mà các bác ở trong xe các bác sẽ bị khuất đúng không ạ? Khuất cái cột chữ A, mình không biết là có vào hay không này. Đây, nhưng các bác chỉ cần nhìn trên màn này, đấy, khoảng cách rất là xa đúng không? Đây, đấy, đây, đấy. Nhưng nếu các bác ngồi trong xe các bác nhìn này, có thể là va chạm rồi đúng không ạ? Đấy, đấy, đấy. Nếu mà ở trong xe mà các bác ngồi ở cái phần bên lái các bác nhìn như này, các bác cảm giác là đã va quẹt vào xe rồi đúng không ạ? Đấy, nhưng mà không. Đây, các bác hãy nhìn ở trên màn này đi, đúng không ạ? Các bác không cần phải nhờ người khác ở bên phụ đúng không? Đặc biệt là khi mình lái xe một mình hoặc là trời mưa này, các bác không nhìn được. Đó. Thì mình có thể chỉ cần có một cái màn hình này, nó là trợ lý lái xe cho mình luôn. Đó, đây. Các bác có thể căn bất kỳ cái góc nào. Đó. Và điều đặc biệt cho các bác mới lái đó là nó sẽ có cái vạch đánh lái này, vạch điều hướng nhá. Đây. Với em cua vào đây đúng không ạ? Đó, cua đây này. Đây. Các bác có thể thấy là bên này, nếu ví dụ như bên này nó là có cái vật cản này, nếu như mà mình ngồi ở bên phụ nhá thì mình sẽ không nhìn được cái bình nước này đúng không ạ? Đó. Nhưng mà các bác xi nhan này, đấy, các bác có thể thấy khi xi nhan nó sẽ hiển thị vào cái khoảng cách của mình ở đây, nó cách bao nhiêu đúng không ạ? Đây, ví dụ bây giờ em đi hết cái lái này của em đây này. Nếu mà em đi hết như này nhá thì các bác có thể thấy đây, thì khi mà cái vạch đánh lái bánh sau nó sẽ chạm vào cái bình nước này đúng không ạ? Đấy. Các bác có thấy hay không? Đấy. Lái xe bây giờ nó có trợ lý lái xe như này, các bác thì cần gì phải có bằng lâu năm đúng không ạ? Đấy. Cần gì phải kinh nghiệm 10 năm, 20 năm đúng không ạ? Bác nào mới lấy bằng này hoặc là mới sử dụng xe ô tô đúng không ạ? Các bác lắp trang bị cái màn này thì các bác đã có kinh nghiệm của mười mấy năm của các bác mà lái xe rồi đúng không ạ? Và các bác để được cái kinh nghiệm đấy thì các bác gọi là cảm nhận trực quan thôi, tùy theo các bác lên xe. Đấy, quen xe này, tùy từng góc căn góc ngồi của mình. Nhưng với màn liền cam thì các bác ngồi bất kỳ cái góc nào đúng không ạ? Các bác chỉ ngồi trong này thôi. Đấy, các bác chỉ ngồi trong xe và các bác có thể biết được là cái lốp, cái vế bên nào của mình nó có thể va chạm hay không này. Đó đúng không? Khoảng cách như thế nào này. Đây, đúng không ạ? Thì các bác có phải là đỡ được bao nhiêu cái chi phí mà tiền mình có thể va quẹt và bao nhiêu năm kinh nghiệm của các bác lái xe đúng không ạ? Đó. Thì chỉ cần trang bị một cái màn liền cam 360 như này là mình đã giảm ngắn, rút ngắn được rất nhiều cái thời gian để các bác lái xe rồi. Đó, bác nào mà còn đang lăn tăn thì các bác hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên, địa chỉ 579 Phan Đình Phùng để các bác trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nha các bác nhá. Bios 2024 lên màn Android. Các bác có thể thấy ở trên này là cái bộ hiển thị áp suất lốp. Khi các bác lắp đặt một cái bộ màn hình Android tại Akala, các bác sẽ được tặng kèm một cái bộ áp suất lốp hiển thị luôn lên trên cái màn Android này các bác nhé. Khi mà có áp suất lốp mà non hơi hoặc là căng quá hoặc là nhiệt độ cao thì nó sẽ cảnh báo âm thanh ở trên này luôn và nó hiển thị cái lốp bên nào luôn. Khi mình di chuyển trên đường, cái này rất là an toàn khi mà các bác di chuyển trên cao tốc này. Ngoài ra thì với một bộ màn Android thì không thể thiếu được cái tích hợp tính năng cam lùi rồi đúng không ạ? Đây được tích hợp cam lùi AHD sắc nét này và tích hợp thêm cam
hành trình ghi hình phía trước. Các bác có thể xem trực tiếp ở trên này luôn, khi mà mình có thể xem lại trích xuất video di chuyển ở trên này luôn này, rất là tiện luôn. Các bác không cần phải sử dụng một cái điện thoại, một cái gắn cam sử dụng điện thoại có màn hình nhỏ như trên này nhá, mình trích xuất video nó sẽ rất là vất vả đúng không ạ. Và với cái bộ màn Android này thì các bác có thể ra lệnh điều khiển giọng nói ở trên này, trên vô lăng này luôn. Mở video nhạc trẻ lên mic. Đang mở video trẻ lên mic. Ngay lập tức thì cái màn hình nó sẽ mở ngay như ứng dụng YouTube để cho mình nghe nhạc các bác nhé. Nên là các bác di chuyển trên đường không lo về vấn đề, đặc biệt là khi mà mình di chuyển đường dài mà không ai nói chuyện bên cạnh đúng không ạ, thì rất dễ là buồn ngủ. Bác nào mà đang xe của mình nguyên bản chưa có màn Android thì các bác có thể qua Gala Thái Nguyên để trải nghiệm màn Android các bác nhé. Toyota TV Út thì đây, nay em lại lên cho trước này một bộ màn hình ZTEC S100G đây. Đấy anh em thấy không ạ, đây màn hình nguyên bản của nó thì là màn hình 7 inch nhá, thì thay cái màn hình này lên thì sẽ là màn hình 9 inch, tích hợp đầy đủ các chức năng cảnh báo absolute này. Đấy, anh em thấy không ạ, đấy đây absolute nó sẽ hiển thị đây, số cân ở đây, nhiệt độ ở đây, và khi mà lúc non nó sẽ đưa ra cảnh báo bằng giọng nói đấy, và đồ dẫn đường bằng Navitel có cảnh báo tốc độ cho anh em. Đấy anh em đi di chuyển trên mọi cung đường an tâm, không lo về bắn tốc độ, và anh em chỉ đường cho anh em chi tiết luôn. Đấy. Và tất cả các chức năng này ra lệnh bằng giọng nói. Đấy. Dẫn đường đến sân bay Nội Bài bằng Navitel. Đấy. Sau khi ra lệnh thì cái màn hình nó sẽ tự bung cái phần mềm dẫn đường ra. Đấy, anh em sẽ đi theo cái đường màu xanh này và có cảnh báo tốc độ trên màn. Đấy, và một cái gì nữa? À, anh em sẽ được tặng một bộ camera hành trình gắn tích hợp thẳng vào bộ màn hình Android cho anh em. Đấy, có hệ thống có ngày giờ trên này, có tốc độ và toàn độ cho anh em. Đấy, ghi hình và ghi hình lại toàn bộ quá trình khi anh em di chuyển trên đường. Tất cả lắp đặt zin cho anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu lắp đặt màn hình Android mà có muốn có tặng cả máy sốt lốp như này thì hãy đến với Auto 365 Thái Nguyên, Akala Thái Nguyên để bên em hỗ trợ và lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác.